Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 586, tổ tra án hai người. Chủ nhiệm Lý chuyên gia sản khoa ngơ ngác nhìn hình ảnh trên màn hình siêu âm, bà ta có thế nào thì cũng không tin tưởng được sự việc đang diễn ra trước mắt, nhưng tất cả lại đang xảy ra một cách rất thật, bà ta tự hỏi phán đoán của mình không sai, nhưng người thanh niên này rốt cục đã dùng phương pháp gì mà làm ngừng xuất huyết bên trong cổ tử cung của Liễu Ngọc Oánh, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy mà còn làm cho phần bị xương tấy giảm bớt một nửa, thảo nào vợ chồng tỉnh trưởng Tống lại tin tưởng hắn như vậy. Xem ra tên nhóc này quả nhiên là người có năng lực. Tống Hoài Minh biết tình huống của vợ mình đã ổn, cũng đã lộ ra một nụ cười hiểu ý, ông nói với Trương Dương, Trương Dương, con đi theo chú một chuyến. Trương Dương đi theo Tống Hoài Minh ra bên ngoài, hắn cho rằng Tống Hoài Minh vẫn còn lo lắng về bệnh tình của Liễu Ngọc Oánh, cho nên an ủi, chú Tống yên tâm đi, tình huống của dì Liễu đã ổn định rồi, con chỉ cần châm cứu cho dì ấy thêm một lần nữa, phối hợp với dược vật làm tan máu tụ đi, là sẽ không sao. Tống Hoài Minh gật đầu nói, cảm ơn. Thấy mồ hôi đang chảy trên trán của Trương Dương, câu cảm ơn này được nói ra từ trong đáy lòng. Trương Dương cười nói, không cần phải khách khí với con như vậy. Tống Hoài Minh nói, con có thấy rõ gì Liễu của con té ngã thế nào không? Trương Dương lắc đầu nói, lúc đó con đã ra đến đường cái của bệnh viện rồi, nghe thấy tiếng kêu cứu của dì mới chạy lại hiện trường, tình huống cụ thể con không thấy rõ. Tống Hoài Minh gật đầu, thấp giọng nói, dì ấy bị người khác đẩy ngã, lúc ngã xuống đất. Còn có người cố ý đạp lên bụng của dì, lúc nói đến chuyện này, Tống Hoài Minh tràn ngập phẫn nộ, nhưng mà thân phận và địa vị của ông đã quyết định rằng ông phải kiềm chế. Cái gì? Trương Dương ngạc nhiên kêu lên, hắn thật sự không thể tưởng tượng được, rốt cục là ai có gan lớn như vậy, dám ra tay làm chuyện thế này đối với tỉnh trưởng phu nhân. Từ trong miêu tả của Tống Hoài Minh có thể nghe ra, cái này căn bản là tấn công có âm mưu, chứ không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, Trương Dương cả giận nói, ai đê tiện thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Hoài Minh dùng ánh mắt ngăn cản cơn lửa giận của Trương Dương lại, ông cũng không muốn làm lớn chuyện này, thật ra sự phẫn nộ trong lòng Tống Hoài Minh còn mạnh mẽ hơn cả Trương Dương, nhưng mà nếu như nói ra chuyện này, thì chắc chắn sẽ tạo thành một sự kiện chấn động, cho nên ông không thể công khai nói ra chuyện này. Nhưng Tống Hoài Minh cũng không muốn chuyện này bỏ qua dễ dàng như thế, ông muốn điều tra rõ sự thật, ông cần phải đòi lại công đạo cho người vợ đang nằm trên giường, cũng như đứa nhỏ đang ở trong bụng. Cho nên, ông nghĩ đến Trương Dương, từ phong cách làm việc lúc trước của Trương Dương, và quan hệ của hắn với người nhà ông, Tống Hoài Minh cảm thấy rằng chỉ có Trương Dương mới là người được chọn có điều kiện tốt nhất để điều tra chuyện này. Không đợi Tống Hoài Minh nói rõ yêu cầu của mình ra, Trương Dương đã ý thức được mục đích của Tống Hoài Minh khi đem chuyện này nói ra cho mình biết. Hắn thấp giọng nói, chú Tống, chuyện này cứ giao cho con đi, con nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Trương Dương chủ động nhận trách nhiệm, không phải bởi vì hắn cho rằng đây là cơ hội cải thiện quan hệ của hắn với Tống Hoài Minh, tuy rằng hắn và Sở Yên Nhiên chia tay, nhưng mà từ trong đáy lòng của hắn chẳng bao giờ thừa nhận chuyện này là sự thật cả. Hắn đem người nhà của Sở Yên Nhiên thành người thân của mình, Liễu Ngọc Oánh cũng không ngoại lệ, bây giờ Liễu Ngọc Oánh gặp phải mạo phạm như vậy, với tính cách của Trương Dương, tuyệt đối không thể ngồi yên mặc kệ được. Trong lòng của Tống Hoài Minh không khỏi có chút cảm động, từ khi con gái chia tay với Trương Dương, Tống Hoài Minh cũng bởi vì như vậy mà nảy sinh ra một cái nhìn khác với Trương Dương, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại. Ông cho rằng Trương Dương là một thanh niên tốt, khi gia đình của mình gặp phải nguy hiểm Trương Dương đã đứng ra hỗ trợ không chút do dự. Từ điểm này có thể nhìn ra, Trương Dương có tình cảm rất sâu đối với Yên Nhiên. Tống Hoài Minh căn dặn Trương Dương, chú không muốn chuyện này tạo thành khủng hoảng vô vị, còn cố gắng xử lý kín đáo. Nói xong câu đó, ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bởi vì trước đó ngoài cửa lớn có rất nhiều người, tình huống tương đối phức tạp, dì Liễu của con lo bảo vệ thai nhi, cho nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người hành hung, muốn điều tra chân tướng cũng tương đối khó khăn, con không cần quá miễn cưỡng, dù sao thì hai mẹ con cũng bình an, chú cũng đã cảm thấy vui rồi. Trương Dương nói, chú Tống, nếu bọn chúng dám làm ra chuyện này trong trường hợp công khai, thì sẽ không loại trừ trường hợp về sau bọn chúng sẽ gây bất lợi với người nhà của chú nữa, đối với loại tiểu nhân đê tiện này. Nhất định phải điều tra rõ, hơn nữa cần phải cho bọn chúng một bài học thích đáng. Tống Hoài Minh nói, cố gắng không để xảy ra khủng hoảng, đừng để cho người khác biết gì của con bị người ta cố ý đẩy ngã, nếu như có điều tra được cái gì, cũng không nên làm kinh động mọi người, liên hệ với chú trước, hiểu chưa? Trương Dương gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài, theo hắn thấy chuyện này chín phần là do kẻ thù chính trị của Tống Hoài Minh gây ra,
đầu năm nay muốn làm chuyện gì cũng không dễ dàng, không biết đắc tội với người ta lúc nào. Người đầu tiên mà Trương Dương tìm chính là Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thi Bác Triển, Thi Bác Triển cũng hoàn toàn không biết gì về tình huống ngay lúc ấy cả, bên bảo vệ khoa sau khi trải qua điều tra, tình huống nắm giữ bây giờ là, người ở hiện trường rất nhiều, lúc Liễu Ngọc Oánh té ngã có không ít người thấy, nhưng chẳng ai thấy rõ là bà ta rốt cục là bị người ta đẩy ngã hay là tự mình trượt chân ngã xuống. Ý trong lời nói của Thi Bác Triển có khuynh hướng nghiêng về phía sau, bởi vì nếu Liễu Ngọc Oánh trượt chân té ngã thì càng tiện để bọn họ trốn trách tránh nhiệm. Phu nhân tỉnh trưởng xảy ra chuyện lớn như vậy trong bệnh viện của bọn họ, thì Bác Triển sợ không nhẹ, nếu như Liễu Ngọc Oánh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì chỉ sợ rằng một viện trưởng như ông cũng chịu không nổi. Lúc Trương Dương hỏi thăm tình huống, Cục trưởng Cục Vệ sinh tỉnh, Cục trưởng Cục Vệ sinh thành phố Đông Giang đều chạy đến, thì Bác Triển đứng dậy nghênh tiếp lãnh đạo, Trương Dương cũng ý thức được rằng bây giờ cũng chẳng thể lấy được cái gì từ miệng của ông ta nữa. Vì thế hắn liền rời đi, một mình đi bộ đến chỗ Liễu Ngọc Oánh té ngã, có hai người lao công đang lau dọn vết máu chỗ này, hai người này cũng chẳng biết cái gì cả, Trương Dương lại tìm đến một bảo vệ cửa hỏi chuyện, người bảo vệ này cũng không thấy rõ tình huống, nói hai câu xong, đột nhiên nảy sinh cảnh giác với Trương Dương, anh là ai? Phóng viên sao? Trương Dương thuận miệng nói, cục công an, bảo vệ cũng không hỏi nữa, lầm bầm trong miệng, việc này thì có liên quan gì đến cục công an chứ? Anh đừng hỏi. Dù sao thì tôi cũng không thấy rõ. Bệnh viện cũng không cho chúng tôi nói lung tung. Trương Dương đi đến quầy bán hàng gần cửa lớn, từ góc độ này hẳn là có thể thấy được vị trí Liễu Ngọc Oánh té ngã. Hắn móc ra 10 đồng mua một chai nước, rồi quay lại hỏi bà chủ quán, chị ơi, vừa nãy có người ngã xuống, chị có thấy không? Bà chủ cửa hàng này là một phụ nữ trung niên, vừa nhìn liền biết là loại thích nhiều chuyện rồi, thấy chứ, là một người đàn ông đụng vào người phụ nữ kia. Nhưng mà đụng xong hắn còn quay người bỏ chạy, mang kính đen để dâu đấy. Cái này đối với Trương Dương chính là một phát hiện bất ngờ, hắn hỏi tiếp, chị ơi, chị có nhận ra người kia không? Bà chủ lắc đầu nói, lúc đó loạn như vậy, khi tôi đi qua thì hắn ta đã bỏ chạy rồi, có thể là sợ trách nhiệm bỏ trốn. Mà này, cậu kia, cậu là ai? Công an. Trương Dương cười nói, người bị đụng là gì của em? Bà chủ nói, thì ra là người nhà. Dì của cậu không sao chứ, tôi thấy cô ta chảy nhiều máu, đứa nhỏ có bảo vệ được không? Tò mò thì ai cũng có cả. Trương Dương nói, cảm ơn, dì ấy không sao cả. Không sao là tốt rồi, này cậu nhóc, cậu cũng đừng tra nữa, bệnh viện này người đến người đi rất nhiều, mỗi ngày có biết bao nhiêu người ra vào, lúc đó không bắt được tên kia, thì bây giờ muốn tìm hắn căn bản là không có khả năng, dù sao thì ngã ngay cửa bệnh viện, các người tìm bệnh viện đòi bồi thường là được rồi. Bệnh viện khẳng định là sẽ chịu trách nhiệm, bà ta lại tỏ vẻ thần bí nói nhỏ với Trương Dương, ngàn vạn lần đừng nói là tôi chỉ cho cậu nhé. Trương Dương âm thầm buồn cười, hắn nói lời cảm ơn, rời khỏi quầy bán hàng, đi được hai bước, chợt quay đầu lại hỏi, chị ơi, chị thấy lúc đó tên kia chạy đi đâu? Bà chủ suy nghĩ một chút, rồi chỉ về chỗ giữ xe nói, tôi thấy hắn chạy về hướng bãi giữ xe ngầm. Trương Dương đi đến hướng bãi giữ xe ngầm, chuyện này quả thật là không dễ tra. Tại cổng lớn bệnh viện, lượng người qua lại rất nhiều, lúc Liễu Ngọc Oánh té ngã, đang là thời điểm đông người trong bệnh viện, không ai thấy rõ được tình huống cụ thể cả, nếu như những lời mà bà chủ kia nói đúng, thì quả thật ngay lúc đó có một gã đàn ông đã đẩy ngã Liễu Ngọc Oánh, sau đó còn đạp một cái lên bụng của bà ta, rồi bỏ chạy vào bãi giữ xe ngầm lấy xe rời đi. Trương Dương đi theo bậc thang xuống lối vào bãi giữ xe ngầm, mong rằng có thể tìm được một ít manh mối, vừa mới đi đến lối ra. Thì một chiếc xe màu đỏ đang chạy ra ngoài, thấy Trương Dương liền dừng lại, Cao Liêm Minh nhô đầu từ trong cửa sổ xe ra, Trương Dương. Anh còn chưa đi. Trương Dương thấy hắn không khỏi cười cười. Cao Liêm Minh nói với cha một tiếng, mở cửa xe đi xuống, đi đến bên cạnh Trương Dương nói, cùng đi uống vài ly nhé. Cao Trọng Hòa ngồi lái xe đi trước. Trương Dương lắc đầu, lúc này ánh mắt của hắn bắt đầu tập trung lên máy quay ngay cửa ra vào của lối ra. Hắn đứng sững ra một chút rồi nói, ở đây cũng có máy quay sao? Cao Liêm Minh nói, có gì ngạc nhiên đâu, ở mỗi nơi công cộng của nước Mỹ, mỗi một góc đường giao thông đều có máy quay cả, cái này là để dự phòng tội phạm. Trương Dương nói, đi, theo tôi đến khoa bảo vệ. Tâm tình của khoa trưởng khoa bảo vệ Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hàn Chính chỉ không được tốt lắm, vừa rồi phu nhân tỉnh trưởng ngã ngay trước cửa bệnh viện, làm cho gã bị viện trưởng mắng cho một trận, còn uy hiếp gã bắt gã phải từ chức. Gã cảm thấy mình rất uất ức, phu nhân tỉnh trưởng ngã xuống,
dựa vào cái gì mà bắt một trưởng khoa bảo vệ như gã đứng ra chịu trách nhiệm, từ tình huống bây giờ cho thấy, chính bà ta đi đứng không cẩn thận tự ngã, còn trách ai oán ai. Hàn Chính Chỉ không biết mục đích của Trương Dương là gì, khi Trương Dương yêu cầu đưa những băng ghi hình tại lối ra vào của bãi giữ xe, thái độ của gã không được thân thiện, lạnh lùng nói, anh là ai? Anh nói điều tra là điều tra à, cho rằng mình là công an sao? Trương Dương nói, tôi không phải là công an, tôi là quốc an. Hắn móc ra giấy chứng nhận quốc an đặt trước mặt của Hàn Chính Chỉ, tờ giấy chứng nhận này vốn không đại biểu cho cái gì cả, nhưng Trương Dương chuyên dùng để hù người kém hiểu biết. Hàn Chính Chỉ vừa nhìn liền trợn tròn mắt ra, tuy rằng gã không tiếp xúc nhiều với quốc an, nhưng mà chuyện gì chỉ cần có liên quan đến quốc an, thì tính chất liền trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cao Liêm Minh tràn ngập hâm mộ nhìn Trương Dương, theo hắn thấy thì tờ giấy chứng nhận quốc an của Trương Dương đã dùng biện pháp gì mà có được, nhưng rất là uy phong. Tờ giấy chứng nhận kia là Trương Dương làm giả ra, hắn cũng đoán chắc rằng cho dù có biểu lộ thân phận cũng chẳng ai tin tưởng đâu. Thời đại này khác với thời Tùy, nói thật thì không ai tin tưởng, ngược lại nói láo thì dễ lừa gạt người hơn, Trương Đại Quan Nhân đã được lĩnh ngộ nhiều về vấn đề này. Trương Dương cần điều tra về những chiếc xe ra vào khỏi bệnh viện từ lúc 11h40 đến 12h, trong lúc đó có tổng cộng 45 chiếc xe ra vào, xe rời khỏi bãi giữ xe có tổng cộng 16 chiếc, trong 5 phút từ 11h45 đến 11h50 thì có 7 chiếc xe rời đi. Hàn Chính Chỉ không biết mục đích của Trương Dương, nhưng nếu người ta là người của Cục Quốc An, thì gã tốt nhất là nên phối hợp. Trương Dương kêu Cao Liêm Minh ghi lại bảng số xe của 16 chiếc xe này lại, và điều tra trọng điểm về 7 chiếc xe rời đi ngay thời điểm đó. Hai người rời khỏi khoa bảo vệ, Cao Liêm Minh không hiểu hỏi, Trương Dương, anh làm cái gì vậy? Anh không phải làm trong ủy ban thể dục sao? Đổi nghề làm trinh thám từ lúc nào thế? Trương Dương vốn không dự định đem chuyện này nói cho Cao Liêm Minh biết, nhưng mà nếu đã gặp hắn, hơn nữa nhờ đến lão gia tử của Cao Liêm Minh là phó sở trưởng sở công an tỉnh Bình Hải Cao Trọng Hòa, mình muốn điều tra chuyện này cần phải có bên công an phối hợp. Vì thế Trương Dương đem chuyện Liễu Ngọc Oánh bị người ta đẩy ngã nói cho Cao Liêm Minh biết. Cao Liêm Minh cũng là một thanh niên đầy nhiệt huyết, từ sau khi về nước, vẫn không có việc gì làm, nghe thấy phu nhân tỉnh trưởng bị người ta đẩy ngã, không khỏi nổi lên hứng thú. Nhưng mà Trương Dương không nói cho Cao Liêm Minh biết, Liễu Ngọc Oánh bị người ta cố ý đẩy ngã, cũng không nói là Liễu Ngọc Oánh còn bị người ta ác ý đạp vào bụng nữa, trước khi chuyện này được điều tra rõ, thì không thích hợp để cho nhiều người biết. Cao Liêm Minh nói, chuyện này chúng ta cần phải điều tra rõ, rốt cục là tên khốn nào ghê tởm như vậy, đụng ngã một phụ nữ có thai rồi bỏ chạy mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, đúng là không có đạo đức, anh yên tâm, tôi sẽ tra giúp anh. Trương Dương nói, điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là đến sở quản lý xe điều tra về tư liệu xe, điều tra rõ những chiếc xe này thuộc về ai. Cao Liêm Minh bình tĩnh nói, anh cũng không thể kết luận thủ phạm ngồi trong mấy chiếc xe này. Có thể hắn chạy đến bãi giữ xe là để che giấu, hay là hắn chờ trong bãi giữ xe, không đi ra trong khoảng thời gian này, những nhân tố không xác định bên trong còn rất nhiều. Trương Dương nói, cái này là đầu mối duy nhất mà chúng ta có thể tìm được, đừng để ý nhiều như vậy, cứ tra trước đi. Cao Liêm Minh nói, đi, chúng ta đến sở quản lý xe tra tư liệu. Bây giờ đã là buổi trưa, sở quản lý xe không có người làm, hai người ngồi trong quán nước đối diện với sở quản lý xe. Cao Liêm Minh cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, hắn có chút hưng phấn nói với Trương Dương, trước khi tôi trở thành luật sư, nghề tôi muốn làm nhất chính là trinh thám, biết vì sao lúc đầu tôi muốn đến Mỹ không? Trương Dương lắc đầu. Cao Liêm Minh cười nói, nguyên nhân chính là vì tôi coi bộ phim, Thần Thám Đặc Biệt, của truyền hình Mỹ, tôi đặc biệt thích phim đó, thích những cảnh trinh thám, suốt ngày cứ mơ mộng rằng mình có thể trở thành một thần thám đặc biệt như vậy, tìm được một bạn hợp tác nữ xinh đẹp. Trương Dương cười ha hả nói, tôi không phải là bạn hợp tác nữ xinh đẹp của cậu rồi. Cao Liêm Minh nói, chúng ta là tổ tra án hai người, anh yên tâm đi, trong phương diện trinh thám phá án tôi có thiên phú hơn người, có tôi giúp anh chuyện này nhất định có thể tra ra manh mối. Trương Dương uống hết ly trà, kêu rót thêm hai ly nữa, quán trà này pha trà nhạt như nước ốc vậy, sau khi nhấp một ngụm rồi nói, Liêm Minh, sao cậu không mang mắt kính vậy? Cao Liêm Minh cười nói, hôm nay là ẩn hình. Tôi vốn dự định chiều nay đi đánh bóng rổ, mang kính sẽ không tiện. Trương Dương nói, cậu quả thật tiêu diêu tự tại, không cần đi làm. Cao Liêm Minh nói, tôi vốn dự định về nước tìm sự nghiệp thích hợp với tôi, có thể là do tôi ở Mỹ quá lâu, cho nên không thích ứng với trong nước, đau đầu thật, anh thấy tôi tiêu diêu tự tại, nhưng mà ở nhà,
cả ngày tôi bị lão gia tử lải nhải, nói tôi căn bản là không nên trở về. Trương Dương nói, đúng vậy, cậu không nên trở về, cậu cầm giấy phép luật sư của Mỹ, không phù hợp ở trong nước, pháp luật của Mỹ cũng không thích hợp với chúng ta. Cao Liêm Minh nâng tách trà lên uống một ngụm, không nhịn được nhíu mày, nói với người phục vụ, mấy người pha trà kiểu gì vậy? Tất cả đều là trà bột. Thái độ của người phục vụ không được tốt, trợn mắt lên nói, có trà uống là tốt lắm rồi, không có trả tiền mà bày đặt. Cao Liêm Minh không vui nói, thái độ gì vậy hả? Có tin tôi kiện cô không? Người phục vụ chống nạnh hai tay nói, đi kiện đi, tôi là phục vụ chứ không phải là nô lệ, anh có thái độ gì vậy hả? Trương Dương nhanh chóng lấy tiền đặt lên trên bàn, kéo Trương Dương rời khỏi quán, Cao Liêm Minh vẫn không chịu buông tha, nói, anh có thấy thái độ của người phục vụ không, kiêu ngạo cái gì vậy hả? Ai nói cô ta là nô lệ chứ? Ăn nói với khách hàng như vậy đó à? Tôi có trả tiền chứ đâu phải là xin bố thí đâu. Cô ta không có ý thức phục vụ sao? Trương Dương cười nói, có thể là do cậu ở nước ngoài lâu quá, cho nên không hiểu cái đặc biệt của Trung Quốc. Trong giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng ý thức của dân chúng xảy ra thay đổi, không giống với lúc trước, bọn họ chỉ biết giữ gìn quyền lợi bản thân, nhưng không suy nghĩ là nên giữ gìn như thế nào cả, sắm vai vào xã hội cứ như là đàn anh đàn chị, chỉ biết suy nghĩ rằng xã hội đã cho mình cái gì, chứ chưa từng nghĩ rằng mình đã cho xã hội được cái gì. Cao Liêm Minh thở dài nói, càng lúc càng khác. Lần này tôi trở về cảm thấy mọi người chung quanh càng ích kỷ hơn. Trương Dương tràn đầy cảm xúc, ngày hôm nay Liễu Ngọc Oánh té ngã, xung quanh khẳng định là có người nhìn thấy tình huống, nhưng không ai đứng ra nói sự thật, lúc đó có rất nhiều người vây xem, nhưng vươn tay ra giúp đỡ thì lại rất ít, rốt cục là thời đại thay đổi. Hay nhân tâm đã đổi? Cao Liêm Minh nói, theo đuổi kinh tế đồng thời không thể quên giáo dục đạo đức, nếu không khẳng định sẽ tạo thành thiếu sót đạo đức xã hội. Chủ nghĩa tư bản đã đi qua giai đoạn này, xã hội chủ nghĩa không thể đi vào vết xe đổ này được. Trương Dương nói, không nhìn ra cậu là một người vì nước vì dân như vậy, hay là cậu cứ thẳng thắn đến Nam Tích làm việc đi, công tác đại hội tỉnh còn thiếu một chỗ. Trương Dương chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ Cao Liêm Minh lại coi là thật tốt, tôi còn đang lo không có chuyện gì, nếu như tôi không tìm được việc nào thích hợp, thì lão gia tử nhà tôi sẽ ủi tôi về Mỹ. Trương Dương nói, việc này để sau đã, đi thôi, sắp đến giờ rồi. Đến sở quản lý xe nhìn. Hai người đi vào tòa nhà đối diện, xe ở trước cửa xếp thành một hàng dài, có xe mới mua đến đăng ký giấy, cũng có xe đến đóng tiền phạt, và cũng có rất nhiều cò ở đây. Hai người còn chưa đi đến cửa lớn, thì đã có vài người xông đến, bạn thân, mua xe mới hay là đến đóng phạt vậy, có cần giúp không? Trương Dương không nhịn được khoát tay, còn Cao Liêm Minh thì không nhịn được nói. Làm loạn cái gì vậy, một cơ quan quản lý xe đang yên đang lành, sao lại biến thành thế này? Trương Dương nói, đến chỗ nào cũng gặp chuyện như vậy cả, ở trạm xe lửa thì gặp cò bán vé xe lửa, đến sở quản lý xe thì gặp cò môi giới làm bảng số xe, đến bệnh viện thì có cò dẫn mối cho bác sĩ, tất cả đều không phải vì tiền sao? Cao Liêm Minh nói, anh nói xem, quốc gia chúng ta luôn đề xướng là phát triển kinh tế, nhưng có dạy đám người này nhìn về phía trước không? Như thế có phải dễ tạo thành thuyết sót đạo đức không? Trương Dương nói, được rồi, cậu đừng ở đây nói loạn nữa, coi chừng người ta chụp mũ cậu tội phản động rồi bắt đi đấy. Cao Liêm Minh cười nói, đâu có cần khoa trương đến nổi như vậy, tôi chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, không hề có ý chống đối lại xã hội chủ nghĩa hay đảng gì cả. Hai người đi đến chỗ quản lý hồ sơ xe, chỉ là cửa phòng đóng chặt, căn bản là không có ai đi làm, Trương Dương nhìn thời gian một chút, đã là 2 giờ chiều rồi. Cao Liêm Minh nói, chúng ta trực tiếp đi tìm lãnh đạo của bọn họ. Anh không phải là có giấy chứng nhận sao? Để cho bọn họ phối hợp điều tra, hẳn là không có vấn đề. Trương Dương hơi có chút bất đắc dĩ, thân phận quốc an của mình không phải là đồ thật, mà người ta lại cứ cho rằng hắn không phải giả. Hai người đi đến phòng làm việc của sở trưởng sở quản lý xe, cửa phòng cũng đóng. Trên thực tế thì đa số phòng làm việc đều đóng cửa cả, Cao Liêm Minh gãi gãi đầu nói, đã quá giờ đi làm 10 phút rồi. Mà người đâu? Trương Dương chỉ phía dưới, chỗ đóng tiền phạt khẳng định là có người, hai người xuống lầu, gõ gõ cửa phòng, không ai ra mở cửa cả, Trương Dương đá cái rầm vào cửa, cuối cùng cũng có người ra mở cửa, bên trong là một công an mặt tròn, ngữ khí bất thiện nói, làm gì thế? Đóng tiền phạt thì xuống xếp hàng. Cao Liêm Minh mỉm cười nói, anh công an, chúng tôi đến điều tra. Bỗng nhiên cánh cửa đóng lại cái rầm, Cao Liêm Minh tuy rằng rất nhanh chân. Nhưng mà cái mũi vẫn bị đụng một chút,
lúc này hắn đã nổi nóng, cũng học theo Trương Dương, đá một cái vào cửa. Cửa phòng lại bị mở ra, tên công an mặt tròn kia vẻ mặt hung dữ ác sát chừng mắt nhìn bọn họ nói, làm gì thế? Nhiễu loạn trị an xã hội, coi chừng tôi bắt hai người đấy, lời này quá quen thuộc đối với Trương Dương rồi, sao đa số công an đều thích nói câu này vậy nhỉ? Lần này bởi vì cửa mở hơi lớn, Trương Dương và Cao Liêm Minh đều nhìn thấy bên trong có mấy người, bên trong còn có cả gã cò môi giới vừa mới bắt chuyện ngoài cửa, Trương Dương nổi nóng quát chúng tôi muốn tra mấy bảng số xe. Các người làm gì thế? Tra bảng số xe, nói tra là tra, nơi này là chỗ các người đến sao? Không nhìn thấy chữ trên cửa à? Hắn chỉ vào dòng chữ miễn tiếp. Cao Liêm Minh thật sự đã rất nổi nóng rồi, hắn chỉ vào gã công an nói, anh có thái độ gì thế? Các người không phải là công an nhân dân sao? Cái này là thái độ phục vụ người dân sao? Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể vào mà chúng tôi không thể vào? Tôi thấy các người phục vụ cho cò thì có. Gã công an kia cả giận nói, cậu nói bậy cái gì đó. Đến nơi này gây trở ngại công vụ, còn nói bậy mê hoặc người khác. Trương Dương nói, cẩn thận lời nói của anh biết hắn là ai không? Gã công an làm vẻ mặt chẳng đáng nói, tôi mặc kệ các người là ai. Chúng tôi đều đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, mấy tên cò trong phòng thấy có chuyện, đang muốn chạy, nhưng bị Trương Dương và Cao Liêm Minh chặn trước cửa, không đi được, một gã râu quai nón cao to đưa tay đẩy Trương Dương, anh bạn, tránh ra nào, chó ngoan không cản đường. Vừa dứt lời, một đấm lên mặt, Trương Đại Quan Nhân đã nện vào cái mặt của hắn một phát, đánh cho tên râu quai nón này choáng váng, ôm mặt ngã xuống đất, hắn ta cũng không ngờ đối phương lại ra tay nhanh như vậy, vừa bắt đầu đã nện vào miệng của mình. Tên dâu quai nón bị đánh ngơ ngác, sửng sốt một hồi lâu mới có phản ứng, giận dữ hét, mẹ kiếp, mày không muốn sống. Còn chưa đợi hắn nói xong, Trương Dương lại tặng thêm một cái tát vào mặt của hắn, đánh cho mặt của tên này nở hoa, đặt mông ngồi xuống đất. Tất cả người trong phòng đều sửng sốt, mấy tên cò dẫn đầu xông đến, ba gã công an trong phòng cũng đứng dậy, còn gã công an mặt tròn kia thì nổi giận nói, báo công an. Trương Dương cười chẳng đáng nói, báo công an cái gì? Có cần phải vậy không? Các người không phải là công an sao? Muốn bắt chúng tôi, các người tự mình ra tay đi. Cao Liêm Minh nói, tôi xem ai dám động, chúng tôi là quốc an. Hắn thấy quốc an rất uy phong, cho nên mở miệng ra cũng muốn thử. Chỉ là mấy tên công an trong này căn bản là không nghe hắn, một người trong đó đã gọi điện thoại, đám công an trong sở quản lý xe này chỉ giao tiếp với xe cộ, gặp phải loại người gây chuyện thì điều đầu tiên nghĩ đến chính là gọi điện thoại. Cái này là phân công rõ ràng. Trương Dương nói, gọi điện thoại đi, các người cứ nói thẳng là thằng con trai lớn của sở trưởng Cao đến đây gây chuyện, kêu công an đến bắt người đi nè. Những lời này làm cho tất cả mọi người sửng sốt, Cao Liêm Minh cũng sửng sốt, trừng mắt nhìn Trương Dương, bản thân, không nên làm như vậy chứ, anh bán luôn cả tôi à. Trương Dương cười nói, ba của cậu rõ ràng là sở trưởng Cao, sợ cái gì? Có gan thì bọn họ bắt cậu đi. Mấy tên công an nhìn nhau, không ai nhận ra Cao Liêm Minh, nhưng mà Phó Sở trưởng Công an tỉnh Bình Hải Cao Trọng Hòa thì bọn họ đều biết, cũng biết Cao Trọng Hòa sắp lên vị trí của Sở trưởng Vương Bá Hành. Có đôi khi, mọi người chỉ suy nghĩ đến bộ mặt của vấn đề, chứ không nghĩ bạn đang làm gì. Bạn làm gì thì kệ bạn, người ta chỉ nghĩ bạn rốt cục là ai thôi. Trương Dương không muốn có tranh chấp vô vị, cho nên đem thân phận của Cao Liêm Minh nói thẳng ra luôn, mấy tên công an không dám động. Chỉ là đám cò thì không nuốt được cục giận này, tên dâu quai nón này có vẻ khá lưu manh, bị Trương Dương đánh hai cái bạt tai, phần mặt mũi này đúng là không chịu nổi, chuyện này truyền ra ngoài, sau này hắn làm sao mà lăn lộn tại khu quản lý xe này nữa. Sau một hồi, bên ngoài cửa đã tụ tập 20-30 tên cò, tất cả bọn chúng đều hướng về Trương Dương, mặt của tên dâu quai nón đầy máu, đứng ngoài cửa kêu gào, kêu Trương Dương đi ra tính sổ với hắn, Cao Liêm Minh đã sớm nhìn thấy thân thủ của Trương Dương rồi. Vừa rồi Trương Dương cũng đem thân phận của hắn nói ra luôn, hắn liền rượt dây Trương Dương nói, anh bạn à, người ta đã chửi đến mặt của anh rồi kìa, chuyện này không thể nhịn được nữa. Trương Dương biết ý định xấu của hắn, không khỏi cười nói, cậu muốn nhìn thấy tôi đánh người, muốn nhìn thấy tôi gây ra chuyện lớn à. Cao Liêm Minh gật đầu nói, cũng giống như anh bán đứng tôi thôi, coi như là cho tôi xem náo nhiệt một lần. Trương Dương nói, muốn xem náo nhiệt cũng phải để cho tôi cam tâm tình nguyện. Đám tém riêu này chẳng đáng để tôi ra tay. Hắn đi ra ngoài cửa. Ngay lập tức có 20 tên cỏ vậy quanh lấy hắn. Trương Dương nói, tâm tình của tôi hôm nay tốt, không muốn đả thương người, mau cút đi cho tôi, nếu không.
Trương Dương giơ chân phải lên, đạp mạnh một cái xuống đất. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, cúi xuống dưới nhìn, đã thấy nền nhà dưới chân của Trương Dương bị nứt ra thành một hố sâu, khe nứt như mạng nhện nhanh chóng hướng ra xung quanh, cả đám thiếu chút nữa đã nuốt luôn lưỡi của mình vào trong miệng. Trương Dương vươn tay ra nói, ai tới chơi với tôi? Ngay lập tức, cả đám người liền lui sạch sẽ, ngay cả tên dâu quai nón cũng biến mất. Cao Liêm Minh cười ha hả, không ngờ rằng đám con này lại hèn nhát như vậy, mắt thấy sắp có náo nhiệt coi rồi nhưng cuối cùng lại không thành. Lúc này sở trưởng Lý Cảnh Minh đến, gã ta nhận ra Cao Liêm Minh, gã và cục trưởng phân cục công an Loan Thắng Văn có quan hệ không tồi, cùng nhau đến thăm phó sở trưởng sở công an tỉnh Bình Hải Cao Trọng Hòa, nghe nói con trai của Cao Trọng Hòa đến sở quản lý xe gây chuyện, gã hoảng hốt kết thúc bữa tiệc trưa, từ khách sạn đối diện chạy về đây. Lý Cảnh Minh cười nói, đây không phải là Liêm Minh sao? Sao đến sở quản lý xe mà không nói chú một tiếng? Cao Liêm Minh không nhận ra gã, nhíu mày hỏi, ông là? Lý Cảnh Minh cười nói, con quên rồi sao, lần trước chú và cục trưởng Loan cùng đi đến nhà con. Cao Liêm Minh lúc này mới có chút ấn tượng, hắn cười nói, xin lỗi, bình thường người đến nhà tôi rất nhiều, cho nên không nhớ rõ. Lý Cảnh Minh không khỏi xấu hổ, ho khan một tiếng. Nói, Liêm Minh, đến phòng làm việc của chú trước đi, ở bên ngoài nói chuyện, ảnh hưởng không tốt. Trương Dương và Cao Liêm Minh lần này đến đây, vốn không định gây chuyện, nhưng mà sau khi đến đây rồi, phát hiện ra sở quản lý xe đi làm không đúng giờ, lại bị nhân viên công tác lạnh nhạt, cho nên mới nổi nóng. Trương Dương cho đến bây giờ cũng chưa từng là người sợ phiền phức, lão gia tử của Cao Liêm Minh lại là phó sở trưởng sở công an tỉnh, hắn càng không để đám người này vào mắt. Cho nên gây ra sóng gió như vậy cũng là bình thường. Lý Cảnh Minh cẩn thận mời hai người bọn họ vào phòng làm việc, mặc kệ là hai vị thiếu gia này đến đây để làm gì, thì cũng nên dẹp tan cơn tức của bọn họ trước đã. Thật ra thì người mà Lý Cảnh Minh sợ không phải là bọn họ, mà gã ta sợ Cao Trọng Hòa, nói chính xác hơn là, gã sợ chức quan của Cao Trọng Hòa. Chương 587, bố cục yên lặng. Muốn tra tư liệu của 16 chiếc xe kia cũng không khó. Chỉ cần có Cao Liêm Minh ở chỗ này, thì sở trưởng sở quản lý xe ô tô Lý Cảnh Minh tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực với chuyện này, điều tra hoàn chỉnh tư liệu của 16 chiếc xe ô tô này, và thái độ cực kỳ hòa ái khi giao cho Cao Liêm Minh, trong lòng tuy rằng không được vui, nhưng mà ngoài miệng không nói gì cả, chuyện này không thể nói ra được, bởi vì gã không đắc tội nổi Cao Trọng Hòa. Trương Dương và Cao Liêm Minh hai người rời khỏi sở quản lý ô tô, Cao Liêm Minh không nhịn được oán giận, anh lôi ba tôi ra để làm gì vậy? Trương Dương cười nói, không nhắc đến ông ấy, chúng ta làm sao có thể lấy được tư liệu thuận lợi. Cao Liêm Minh nói, nếu như tay họ Lý đó đến chỗ ba tôi nói về chuyện này, chắc chắn tôi sẽ nghe chửi. Trương Dương mỉm cười nói, yên tâm đi, ông ta thấy được lão gia tử nhà cậu thì chỉ biết nói tốt mà thôi, trước mặt ba cậu mà dám nói xấu cậu, ông ta không ngu vậy đâu, ba cậu thân với cậu hay thân với ông. Cao Liêm Minh vừa nghe liền vui vẻ. Đạo lý đơn giản như vậy hắn đương nhiên có thể suy nghĩ rõ ràng. Hai người đi đến quán trà gần đó, kiểm tra cẩn thận tư liệu của 16 chiếc xe này, Cao Liêm Minh nói, anh dự định làm cái gì bây giờ? Trương Dương nói, điều tra từng chiếc. Cao Liêm Minh nói, điều tra thế nào? Trương Dương nói, bên trong có số điện thoại, thông báo cho bọn họ đổi số xe, làm thủ tục tương quan. Cao Liêm Minh nói, cái này chẳng phải là tìm bên sở quản lý xe ô tô sao? Trương Dương nói, không cần, chúng ta đi tìm cục trưởng Loan, anh ấy hẳn là có thể giúp chúng ta. Cao Liêm Minh nói, tôi sợ anh ấy đem chuyện này nói cho lão gia tử của tôi biết. Trương Dương cười nói, cậu sợ cái gì? Tôi đi tìm cục trưởng Loan, với giao tình của tôi và anh ấy hẳn là sẽ giúp chúng ta lần này. Vào buổi chiều cùng ngày, hai người đi tìm cục trưởng Loan Thắng Văn, Loan Thắng Văn liền gật đầu đồng ý. Dựa theo số điện thoại bên trong tư liệu gọi điện thông báo cho chủ xe của 16 chiếc xe, kêu bọn họ 9 giờ 30 sáng ngày mai đến phân cục Bạch Sa để làm thủ tục tương quan, nếu không bị bắt xe và phạt tiền thì bên công an sẽ không chịu trách nhiệm. Trương Dương lại đi đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, đặc biệt mời bà chủ quầy hàng đến nhận mặt, bà chủ này vốn không muốn đi, nhưng mà sau khi nhận được 500 đồng của Trương Dương thì lập tức biểu hiệp phối hợp, đáp ứng Trương Dương, sáng mai đến phân cục Bạch Sa để nhận mặt. Trương Dương sợ bà ta đổi ý giữa đường, cho nên biểu thị là ngày mai sẽ đến đón bà ta. Sau khi an bài mọi việc thì đã là hoàng hôn rồi, Trương Dương đi đến phòng bệnh của khoa sản phụ trong Bệnh viện Nhân dân tỉnh để thăm Liễu Ngọc Oánh đang tiến hành trị liệu giữ thai. Liễu Ngọc Oánh trải qua sự trị liệu của Trương Dương,
tình trạng thân thể đã có chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều rồi, lúc này đang nghe nhạc bên trong phòng. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lưu Diễm Hồng vừa đến không bao lâu, đang nói chuyện với Liễu Ngọc Oánh thì thấy Trương Dương đến, Liễu Ngọc Oánh nhiệt tình kêu lên, Trương Dương đến rồi, mau ngồi đi. Trương Dương kêu một tiếng gì Liễu, lại chào một tiếng Bí thư Lưu, sau đó hắn ngồi xuống, bắt mạch giúp cho Liễu Ngọc Oánh, cười nói, dì Liễu bây giờ cảm thấy khá hơn chưa? Liễu Ngọc Oánh gật đầu nói, chủ nhiệm Lý vừa mới làm kiểm tra cho dì, nói thân thể của dì không có vấn đề gì, hẳn là không ảnh hưởng đến thai nhi, trong lòng bà tràn ngập cảm kích với Trương Dương, nhưng mà bà biết bây giờ có nói lời cảm kích thì cũng dư thừa, tuy rằng Trương Dương đã chia tay với Sở Yên Nhiên, nhưng mà Liễu Ngọc Oánh vẫn luôn cho rằng quan hệ của bọn họ vẫn giống như lúc xưa, bà thấy tình cảm của hai người tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy. Lưu Diễm Hồng không rõ ràng tình huống bên trong, chỉ biết là Liễu Ngọc Oánh không cẩn thận ngã xuống, thở dài nói, chị dâu, sau này chị cần phải cẩn thận hơn nữa, tỉnh trưởng Tống lo lắng cho chị biết bao. Liễu Ngọc Oánh cười cười nói, ổng nói với cô vậy à? Giọng nói tuy rằng bình thản, nhưng ý ngoài lời thì rất sâu xa. Lưu Diễm Hồng ý thức được mình đã nói sai, xấu hổ cười cười, cô ta cảm thấy rằng Liễu Ngọc Oánh vẫn có bài xích với mình, nhìn ra là Liễu Ngọc Oánh không chào đón mình đến. Cô đứng dậy nói, chị xem, em quên mất là tối nay còn có việc phải làm, chào chị dâu, chị cứ nghỉ ngơi, em đi trước. Liễu Ngọc Oánh mỉm cười nói, Diễm Hồng đi tốt, Trương Dương, giúp gì tiễn Bí thư Lưu, một hồi là Diễm Hồng một hồi là Bí thư Lưu, không hiểu là trong hồ lô của Liễu Ngọc Oánh rốt cục có bán cái gì. Trương Dương đương nhiên cảm thấy được sự bất hòa giữa hai người, xem ra Lưu Diễm Hồng đi lại quá gần với Tống Hoài Minh, đã khiến cho Liễu Ngọc Oánh sinh phản cảm. Trong lòng Trương Dương âm thầm bật cười, xem ra chuyện tình cảm phức tạp ai cũng gặp qua, ngay cả những quan lớn như Tống Hoài Minh, Lưu Diễm Hồng cũng không ngoại lệ, không biết rằng giữa hai người bọn họ rốt cục là có chuyện gì hay không. Trương Đại Quan Nhân thích dùng tư duy của mình để suy nghĩ về người khác. Hắn tiễn Lưu Diễm Hồng ra ngoài cửa, tâm tình của Lưu Diễm Hồng có vẻ không được cao, nhẹ giọng nói, không cần tiễn, tôi tự mình về, cô khoát tay áo, chợt nghĩ đến một việc. Quay lại nói với Trương Dương, dì Liễu của cậu không sao chứ? Trương Dương nói, không sao cả, chỉ là không cẩn thận ngã xuống, hắn nhìn thấy Lưu Diễm Hồng có chút tùy tiệu, thân thiết nói, chị Lưu, gần đây gầy đi nhiều đấy, có phải là công tác rất bận rộn không? Lưu Diễm Hồng nói, rất bận, gần đây đang bận vụ án của Huệ Kính Dân. Trương Dương cũng không xa lạ gì với cái tên này, Huệ Kính Dân là chủ ủy ban thể dục của tỉnh Bình Hải, bởi vì sự kiện sụp khán đài của sân thể dục Đông Giang. Cũng nằm trong tầm nhìn của Trương Dương, không ngờ rằng chứng cứ phạm tội của ông ta lại lọt vào tay của Ủy ban Kỷ luật, Trương Dương tò mò hỏi, vụ án sân thể dục Đông Giang à? Lưu Diễm Hồng nói, chuyện lần trước chỉ miễn chức ông ta thôi, lần này liên quan đến một vụ án tham ô khác, trong thời gian ông ta đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Bình Hải, đã từng nhận hối lộ nhiều lần, căn cứ theo tình huống chúng tôi nắm giữ hiện nay, thì tổng kim ngạch đã vượt hơn 50 triệu, tỉnh trưởng Tống đã tỏ vẻ cực kỳ tức giận về việc này. Cho chỉ thị rõ ràng, cần phải làm rõ chuyện này, xử lý nghiêm túc vụ án của Huệ Kính Dân. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn bận về chuyện này. Trương Dương nói, 50 triệu, phỏng chừng cả đời này ông ta không ra được. Lưu Diễm Hồng nói, lúc đầu không ai ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, con người của Huệ Kính Dân từ trước đến giờ luôn sống kín đáo, ai mà ngờ ông ta lại là một kẻ có lòng tham không đáy. Trương Dương nói, đối với những tham quan như vậy cần phải trừng trị nghiêm khắc, ăn bao nhiêu thì bắt ông ta nhả ra bấy nhiêu. Lưu Diễm Hồng nói, tôi luôn cho rằng, cậu thích hợp làm công tác tại Ủy ban Kỷ luật nhất, đã muốn đem cậu điều về làm công tác tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh từ lâu rồi, nhưng cậu lúc nào cũng từ chối. Trương Dương nói, bây giờ em đang làm công tác của Ủy ban Thể dục rất tốt, chỉ kêu em bỏ chạy, em không vui đâu. Lưu Diễm Hồng biết Trương Dương cũng là một người có tính không chịu ngồi yên. Nếu thật sự điều hắn đến Ủy ban Kỷ luật, thì không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, lập tức cười cười nói, được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, đi thôi. Nếu như hai ngày nay cậu không vội đi, bớt chút thời gian, tôi mời ăn. Trương Dương vốn chuẩn bị rời đi rồi, chỉ là bây giờ Liễu Ngọc Oánh thành cái dạng này, hắn thật sự là đi không được, phải bảo đảm cho Liễu Ngọc Oánh bình an vô sự, thì mới có thể trở về Nam Tích. Hắn cười nói, chờ khi em giải quyết xong sẽ gọi điện cho chị. Cho chị một cơ hội giáo dục em, hắn đoán chắc là Lưu Diễm Hồng lại muốn dạy dỗ mình cái gì đó, cho nên mới nói như vậy. Lưu Diễm Hồng bật cười hì hì, cô khoát tay áo, bước đến hướng thang máy. Nhìn Lưu Diễm Hồng đi xa, Trương Dương mới trở lại phòng bệnh của Liễu Ngọc Oánh. Liễu Ngọc Oánh nói, Trương Dương,
con nói xem, dì ngã xuống như vậy có thể gây tổn thương cho cục cưng hay không? Trương Dương cười nói, yên tâm đi, đứa nhỏ rất tốt, khỏe mạnh vô cùng. Liễu Ngọc Oánh nghe thấy hắn nói như vậy, cũng yên tâm lại, nói, bác sĩ nói, trong bụng dì là một đứa con trai. Lúc nói ra lời này, trên mặt lộ vẻ vui sướng, Liễu Ngọc Oánh không phải là một người trọng nam khinh nữ, nhưng mà Tống Hoài Minh đã có một đứa con gái là Sở Yên Nhiên, trong tiềm thức của Liễu Ngọc Oánh, luôn muốn sinh con trai cho ông, như vậy thì mới đủ trai gái song toàn, không ngờ rằng trời không phụ người, quả nhiên làm cho bà mang thai một đứa con trai, sự mừng rỡ trong lòng đúng là khó có thể hình dung được. Trương Dương cười nói, chúc mừng dì Liễu, Tống gia đã có hậu rồi. Liễu Ngọc Oánh nói, Yên Nhiên cũng vậy thôi, trong mắt của dì chú, con trai hay con gái cũng không có gì khác nhau. Trương Dương nói, đâu có giống đâu, con gái gả cho người khác thì lấy họ người ta luôn rồi. Liễu Ngọc Oánh cười nói, nhìn không ra con trẻ tuổi thế, mà đầu óc lại phong kiến như vậy. Trương Dương sợ bà ta đem trọng tâm câu chuyện rời lên Sở Yên Nhiên, vội vàng nói tránh đi, đúng rồi, dì Liễu, dì có thể nhớ lại bộ dáng người đã đụng dì hay không? Trước đó hắn không dám hỏi, vì sợ tình huống của Liễu Ngọc Oánh không được ổn định, bây giờ tình huống của cả hai mẹ con đã ổn rồi, Liễu Ngọc Oánh cũng có thể bình tĩnh nhớ lại tình huống khi đó. Liễu Ngọc Oánh nói, bây giờ dì nhớ được một ít, là một người đàn ông cao, đại khái là khoảng hơn 1m8, vóc người rất to, mang kính râm, lại có râu quai nón, đúng rồi, trên trán bên trái của hắn còn có một nốt ruồi đen, to như đậu tương vậy. Khi tình huống nắm giữ tăng lên, Trương Dương đã có ấn tượng mơ hồ về người này rồi. Liễu Ngọc Oánh nói, con hỏi chuyện này để làm gì? Trương Dương nói, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi, hắn đứng dậy nói, chú Tống đâu rồi? Liễu Ngọc Oánh nói, ổng bận làm việc rồi, dì kêu ổng về tòa thị chính đi, sau khi ra về ổng mới đến. Lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra, Kiều Mộng Viện và mẹ Mạnh Truyền Mỹ cùng nhau đến, hai người cũng nghe nói đến chuyện Liễu Ngọc Oánh té ngã, cho nên mới đặc biệt đến thăm. Liễu Ngọc Oánh cử động muốn ngồi dậy, Kiều Mộng Viện vội vàng đi đến phía trước đỡ lấy bà ta, dì Liễu, dì đừng cử động, đừng động đến thai khí. Trương Dương vọt đến một bên, cười nói với Mạnh Truyền Mỹ, chào dì Mạnh. Mạnh Truyền Mỹ nói, Trương Dương đến à? Liễu Ngọc Oánh nói, lúc dì ngã xuống, may là có Trương Dương ở đó, là hắn đưa dì vào trong phòng bệnh kịp đấy. Trương Dương nói, dì Liễu, dì Mạnh, hai người cứ nói chuyện, con còn có việc phải đi trước. Liễu Ngọc Oánh gật đầu. Trương Dương đi ra ngoài cửa, Kiều Mộng Viện đuổi theo sau, nhẹ giọng nói, Trương Dương. Trương Dương xoay người lại, cười hỏi, Mộng Viện, tìm tôi có việc gì? Kiều Mộng Viện nói, là anh đã cứu dì Liễu. Trương Dương cười nói, tôi phát hiện ra con người của tôi trời sinh ra đã bận rộn rồi, vốn định ngày hôm nay trở về Nam Tích, chỉ là để tôi gặp phải chuyện này, tôi muốn đi cũng đi không được. Kiều Mộng Viện cực kỳ rõ ràng đối với y thuật của Trương Dương. Cô nhỏ giọng nói, dì Liễu không sao chứ? Trương Dương nói, cô yên tâm đi, có tôi ở đây, bảo đảm hai mẹ con dì ấy bình an, tôi có trình độ thâm hậu trong phương diện phụ sản mà. Kiều Mộng Viện chỉ cười nhạt. Trương Dương cười tủm tỉm nói, cô không tin. Không sao cả, sau này cô sẽ biết. Một câu nói làm cho cả mặt của Kiều Mộng Viện đỏ bừng lên, nói, anh bớt nói bậy đi. Đúng rồi, anh và Cao Liêm Minh đang âm mưu cái gì đó. Trương Dương bị cô ta hỏi làm cho sửng sốt, hắn và Cao Liêm Minh điều tra sự thật về vụ té ngã của Liễu Ngọc Oánh, Kiều Mộng Viện làm sao mà biết. Hắn chợt nhớ ra Kiều gia và Cao gia trước giờ luôn có quan hệ tốt, Cao Liêm Minh đến nước Mỹ cũng là do một tay của Kiều Mộng Viện an bài, hắn luôn coi Kiều Mộng Viện là chị của mình, khẳng định là tên nhóc này đã tiết lộ ra. Trương Dương nói, không sao cả, tên nhóc này rảnh rỗi không có gì làm, cho nên tôi kêu hắn đến Nam Tích phụ tôi. Tôi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, ai gì hắn lại coi là thật. Nghe Trương Dương nói Cao Liêm Minh như vậy, Kiều Mộng Viện liền thấy buồn cười, cô sẵng giọng nói, người ta ở phía sau nói không ít lời tốt cho anh, chỉ là anh lại nói người ta như vậy, một luật sư trẻ tuổi đầy tài năng mà bị anh đạp hư như thế thì thành ra cái gì nữa. Hắn nguyện ý làm trợ thủ cho anh là phúc khí của anh rồi. Tên nhóc này rất thông minh, nếu nguyện ý giúp anh, thì khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn với anh. Trương Dương nói, cái miệng của tên nhóc này không tốt, cái gì cũng nói ra ngoài hết. Kiều Mộng Viện nói, anh đừng đổ oan cho hắn, chuyện của dì Liễu không phải là do hắn nói cho tôi biết, tôi và mẹ vốn đến thăm Vương phu nhân, vô tình nghe được chuyện của dì Liễu thôi. Trương Dương nói, sao cô biết tôi đi cùng với Cao Liêm Minh?
Kiều Mộng Viện nói, vừa rồi lúc chúng tôi đến bệnh viện thấy hai người lén lén lút lút ngoài cửa bệnh viện, thương lượng cái gì đó, anh còn đi đến quầy bán hàng, cho nên tôi mới hỏi như vậy. Trương Dương lúc này mới biết được mình thật sự đã đổ oan cho Cao Liêm Minh rồi, hắn cười nói, không có việc gì, tôi đã nói với cô rồi, đối với cô tôi cũng không giấu giếm. Mặt ngọc của Kiều Mộng Viện lại nóng lên, nhẹ giọng nói, lại nói bậy. Trương Dương cười nói, buổi tối cùng đi ăn nhé, Cao Liêm Minh cũng đi, Thường Hải Tâm, Định Triệu Dũng cũng đến. Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, không được, ba tôi kêu tôi ở đây với dì Liễu. Trương Dương lúc này mới hiểu được Kiều Mộng Viện và Mạnh Truyền Mỹ đến thăm Liễu Ngọc Oánh chính là ý của Kiều Trấn Lương, vị bí thư tỉnh ủy này đúng là suy nghĩ chu đáo thật. Thường Hải Tâm vẫn chưa rời khỏi Đông Giang, nguyên nhân là vì chuyện xảy dựng trung tâm tin tức của Ủy ban Thể dục, thái độ nhiệt tình quá độ của Cố Minh Kiện làm cho Thường Hải Tâm thấy sợ, bởi vậy mà đã bắt đầu gây sóng gió, cô ta hầu như là buông tha luôn ý niệm hợp tác với Lam Hải trong đầu. Đinh Triệu Dũng nghe nói Ủy ban Thể dục Nam Tích muốn xây dựng trung tâm tin tức, hắn đương nhiên là vui vẻ đến hỗ trợ rồi, nhưng mà nghe nói còn muốn sưu tập toàn bộ tư liệu của các huấn luyện viên vận động viên ưu tú trong phạm vi toàn bộ tỉnh. Đinh Triệu Dũng có vẻ hơi khó xử, hắn nói với Thường Hải Tâm, công ty chúng ta lấy phần cứng làm chính, phương diện phần mềm thì không được, thiếu nhân tài trong phương diện này. Trương Dương nhìn Thường Hải Tâm, trong lòng có chút buồn cười, xem ra Thường Hải Tâm đã gạt bỏ Lam Hải rồi, cái này chủ yếu bởi vì Cố Minh Kiện, tính tình của Cố Minh Kiện Trương Dương cũng rõ ràng, trước khi hắn ngồi tù, Cố Minh Kiện là một tên hoa hoa công tử điển hình, thấy một người yêu một người, tình cảm rất là lan man, nhưng mà xử lý thì rối tinh rối mù. Cho nên Trương Dương không tin hắn ta sẽ có tình cảm thật với Thường Hải Tâm, đừng quên rằng bên người hắn còn có một nữ trợ lý Liễu Duyên, quan hệ của hai người vẫn chưa có làm rõ ràng. Một lần vào ngục tuy đã làm cho Cố Minh Kiện thay đổi, nhưng mà Trương Dương tin rằng có một số việc hắn vẫn không đổi được, ví dụ như thái độ của hắn đối với tình cảm, cái này đúng là khó đổi lắm, thời gian chỉ có thể là cho Cố Minh Kiện quên đi đau xót do lao ngục gây cho hắn mà thôi. Đinh Triệu Dũng chuyển hướng nói với Trương Dương, Trương Dương, chuyện này thật ra nên hợp tác với Lam Hải, bọn họ làm máy tính sớm hơn tôi, hơn nữa 2 năm trước đã từng bước hoàn thành được chuyển biến phần cứng qua phần mềm, lực lượng kỹ thuật của bọn họ hùng hậu hơn công ty nhỏ của tôi nhiều lắm, nếu như giao chuyện này cho bọn họ, nhất định có thể làm rất tốt, chỉ cần một câu nói của cậu, Cố Minh Kiện nhất định nguyện ý hỗ trợ cho cậu. Trương Dương cười cười nói, làm gì có ai như cậu chứ, sinh ý tìm đến cửa, nhưng cậu lại không làm, ngược lại còn liều mạng ném ra ngoài. Cậu là nhân tài kinh doanh sao? Đinh Triệu Dũng cười nói, không phải, tôi chỉ là tự hiểu lấy thực lực của bản thân thôi, nếu cậu muốn mua phần cứng máy tính gì đó, tôi khẳng định sẽ đứng ra bán cho cậu, chỉ là bây giờ bên cậu đòi xây dựng trung tâm tin tức, cái này không phải điểm mạnh của công ty tôi, nếu như tôi cố gắng tiếp tục, thì chính là không có trách nhiệm với bên cậu, mà cũng không có trách nhiệm với bản thân. Càng là chuyện của bản thân, tôi càng phải thận trọng, thật đấy. Tôi cảm thấy Lam Hải thích hợp hơn. Trương Dương nói, chuyện này tôi mặc kệ, Hải Tâm là chủ nhiệm của trung tâm tin tức, chuyện xây dựng trung tâm tin tức là do cô ấy quản, cô ấy quyết định. Cao Liêm Minh uống rượu, nói, không phải chỉ là trung tâm tin tức thôi sao, chuyện nhỏ, tôi có một người bạn học, cô ta học chuyên ngành máy tính tại Mỹ, không phải là tôi chém gió, nhưng trình độ máy tính của cô ấy ở trong nước có thể nói là số một, tôi nói với cô ấy một tiếng, kêu cô ấy đến Nam Tích giúp các người. Dù sao thì cô ấy nghỉ đông về đây cũng không có gì làm. Thường Hải Tâm nói, thật sao? Cao Liêm Minh nói, tôi lừa chị làm gì? Sau này chúng ta là đồng sự, tôi cũng suy nghĩ cho Ủy ban Thể dục mà thôi, đương nhiên là phải nghĩ biện pháp giúp Ủy ban Thể dục tiết kiệm chứ. Đồng sự, Thường Hải Tâm có chút không rõ, hỏi lại. Trương Dương cười nói, không sai, sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận, quyết định để cho Cao Liêm Minh đồng chí đảm nhiệm tổ ủy của đại hội tỉnh chúng ta. Hắn cũng sẽ đến Nam Tích làm việc. Lúc này không chỉ là Thường Hải Tâm, ngay cả Đinh Triệu Dũng cũng cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng Cao Liêm Minh trở về không lâu, nhưng mà có danh tiếng rất lớn trong đại viện tỉnh ủy, ai cũng biết con trai của Cao Trọng Hòa lấy được giấy phép hành nghề luật sư của Mỹ, một mình đi học đại học luật của Mỹ đã khó rồi, hơn nữa hắn không chỉ học luật, mà còn thành công lấy được giấy phép luật sư, cái này khó càng thêm khó, bây giờ Trương Dương đã trở thành tấm gương để giáo dục con cái của các bậc cha mẹ trong cơ quan chính phủ. Nhưng mà thằng nhãi này sau khi về nước nhiều ngày rồi, mà vẫn chưa đi làm, cũng làm cho khá nhiều người kỳ quái, sau một hồi mới biết thì ra làm luật sư bên Mỹ cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, cũng thuộc về phe thất nghiệp chờ thời. Đinh Triệu Dũng không ngờ rằng Cao Liêm Minh lại muốn đi giúp Trương Dương,
hắn cảm thán, Trương Dương ơi Trương Dương, cậu thật sự đúng là biết chiêu hiền nạp sĩ, bây giờ ủy ban thể dục nam tích của cậu đúng là ngọa hổ tàng long rồi, trong lòng thầm nói, đám con cái của các cán bộ cao cấp đều bị Trương Dương kéo đến ủy ban thể dục nam tích, lãnh đạo thành phố mà muốn đụng vào chỗ này cũng cần phải suy nghĩ một chút, Trương Dương thật sự muốn xây dựng ủy ban thể dục thành khu thái tử ở nam tích sao? Trương Dương cười nói, đại hội tỉnh sắp tổ chức rồi, ủy ban thể dục chúng ta là người hầu trực tiếp, nếu như cậu muốn đi, chúng tôi hoan nghênh hai tay. Ninh Triệu Dũng cười nói, quên đi, đến chỗ cậu chịu uất ức, tôi mặc kệ. Bây giờ rất tốt, tôi kiếm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cũng không cần phải nhìn mặt người khác, rất thoải mái, rất tự tại. Thường Hải Tâm vẫn còn lo lắng về chuyện trung tâm tin tức, Cao Liêm Minh, cậu đừng gạt tôi. Cao Liêm Minh nói, tôi lớn như vậy rồi, không có việc gì đi lừa một cô bé như cô làm gì. Hơn nữa, tôi lừa cô, Trương Dương sẽ không được vui đâu. Trương Dương nói thì cứ nói, đừng có lôi tôi vào, nếu như cậu thật sự có thể xây dựng được trung tâm tin tức, đến lúc đó tôi sẽ thưởng cho cậu. Cao Liêm Minh nói, một lời đã định. Ninh Triệu Dũng nói, phương diện phần cứng tôi có thể cung cấp, các người yên tâm, giá cả tôi đưa ra khẳng định là giá bán sỉ. Trương Dương cười nói, không sinh lời, cậu sẽ không tặng cho chúng tôi vài cái máy tính để bàn à. Ninh Triệu Dũng cười nói, tôi chỉ làm ăn nhỏ mà thôi, không thể so với các tập đoàn lớn, như vậy đi, máy vi tính của ba người tôi lo, mỗi người một cái. Trương Dương lắc đầu nói, đừng khách khí, gần đây trong tỉnh đang phản đối tham ô, nếu như cậu làm như vậy không phải là hãm hại chúng tôi sao? Ninh Triệu Dũng nói, trong phương diện phản hủ sướng Liêm tỉnh trưởng Tống có phản ứng rất mạnh, gần đây đã bắt không ít phần tử tham ô. Buổi chiều từ chỗ của Lưu Diễm Hồng Trương Dương đã biết được chuyện này rồi, nhưng mà khi Đinh Triệu Dũng nói ra, hắn bỗng nhiên nhớ đến một việc, Tống Hoài Minh đây đang tiến hành sửa trị tham ô hủ bại, Liễu Ngọc Oánh bị người ta đẩy ngã có phải là có liên quan đến chuyện này không? Có phải là bởi vì Tống Hoài Minh đã động vào lợi ích của một vài người, cho nên mới bí quá hóa liều, không tiếc lợi dụng thủ đoạn đê tiện như vậy để báo thù rửa hận? Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương chạy đến đón bà chủ cửa hàng. Đi đến phân cục công an khu Bạch Sa, Cao Liêm Minh đã chạy đến trước rồi, đang ngồi trong phòng làm việc uống trà nói chuyện phiếm với Loan Thắng Văn. Trương Dương vừa vào trong phòng làm việc liền vội vã hỏi, đám chủ xe kia đến hết chưa? Loan Thắng Cao nói, bọn họ dám không đến sao? Người đâu? Loan Thắng Cao cười nói, đến từ sớm rồi, tất cả đều đang ngồi trong phòng khách, tôi nói cho bọn họ biết, ngày hôm nay đến để phối hợp điều tra án, cả đám đều đang thì thầm với nhau gì đó. Trương Dương cũng cười, một công an như Loan Thắng Cao xử lý loại chuyện này rất là chuyên nghiệp, làm cho đám chủ xe kia chờ không mục đích, trong nội tâm của nhiều người sẽ bị dày vò, nói không chừng có người chịu không nổi sẽ nói bậy khai ra. Loan Thắng Cao dẫn bọn họ đến căn phòng sát vách phòng khách, xuyên qua một tấm kính thủy tinh lớn, quan sát hơn 10 vị chủ xe bên trong, Trương Dương cũng nhìn kỹ, ngoại trừ có một gã không đến, thì những người khác đều đến, nhưng không ai để râu quai nón cả. Bà chủ cửa hàng lắc đầu nói, không có người đó. Loan Thắng Cao nhắc nhở bà ta, chuyện rất quan trọng, bà hãy nhìn kỹ lại. Bà chủ cửa hàng lại nhìn một lần nữa, kiên quyết lắc đầu, thật không có, người đó có bộ râu lớn, những người bên trong này ngay cả rear map cũng không có. Trương Dương nói, bà cẩn thận nhìn lại đi, râu có thể cạo đi mà, bà nhìn vẻ đặc thù trên khuôn mặt của bọn họ đi, có người nào đặc biệt phù hợp không? Tôi nhìn rõ rồi. Bên trong không có. Trương Dương nghe bà ta nói kiên quyết như vậy, hơn nữa hắn cũng không thấy có ai để râu quai nón cả, cũng không người có nốt ruồi trên trái, có lẽ người đụng Liễu Ngọc Oánh không có ở bên trong. Cao Liêm Minh nói, còn một người chưa đến, chẳng lẽ chính là hắn ta? Trương Dương nói, người kia ở đâu? Cao Liêm Minh cũng vừa mới tra qua chuyện này, hắn nói nhỏ bên tai của Trương Dương, xe của Ủy ban Thể dục tỉnh. Loan Thắng Văn nói, chiếc xe đó hẳn là không có vấn đề, xe của Cử Thánh Minh, tài xế là Tiểu Hà, là một người thành thật, vóc người lại nhỏ gầy, không giống với hình dạng mà cậu miêu tả. Vất vả lắm mới tra được một ít manh mối, nhưng mà đến chỗ này thì tất cả đều bị cắt đứt, Trương Dương không khỏi có chút uể oải. Loan Thắng Văn nhìn ra vẻ uể oải của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, thật ra trong chuyện này tồn tại rất nhiều vấn đề. Chỉ dựa vào việc xe ra vào thì không thể nào tra ra người cậu cần tìm đâu, những nhân tố không xác định còn rất nhiều, hay là hắn căn bản không có lái xe, đi vào bãi giữ xe ngầm chỉ là để trốn, hay là có thể hắn cũng đi xe, nhưng hắn chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đợi tình thế ổn định rồi mới thong thả rời đi.
Trương Dương vẫn có chút không cam lòng, Cao Liêm Minh cũng thấy không thể từ bỏ dễ dàng như vậy, hắn nói với Loan Thắng Văn, chú Loan, hay là, chúng ta từng bước thẩm tra bọn họ. Loan Thắng Văn lắc đầu nói, chú chỉ cho mời bọn họ đến, chứ không phải là bắt bớ bọn họ, gã đồng thời vỗ vỗ vai của Trương Dương và Cao Liêm Minh, chuyện này không dễ tra, coi như hết đi, bên công an cũng không tiện giữ bọn họ lâu. Cao Liêm Minh gật đầu, hắn bỗng nhiên bước qua phòng khách, một cước đá văng cửa phòng, dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt của đám người kia, giống to, mày đừng tưởng cạo râu rồi thì tao sẽ không nhận ra mày, đứng ra cho tao. Trên mặt của đa số người đều mang theo vẻ mê mang, nhưng trong đó có một tên, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, có đôi khi, muốn tìm ra được chỗ then chốt của vấn đề không cần phải dùng phương pháp phức tạp, cứ sử dụng biện pháp đơn giản lại có thể thu được hiệu quả thần kỳ. Chương 588, không dạy cậu lừa gạt 1-2-3-4. Cao Liêm Minh nhất thời nhìn thấy vẻ dị thường của tên kia, chỉ vào hắn nói, chính là mày, đứng ra cho tao. Sắc mặt của tên kia thay đổi, tỏ vẻ bình tĩnh nói, tôi không biết cậu đang nói cái gì cả. Sở dĩ Trương Dương làm như vậy bởi vì việc điều tra của bọn họ đã rơi vào bế tắc rồi, vì thế hắn nghĩ ra một phương pháp bất ngờ, có câu là có tật giật mình, nếu như kẻ đẩy ngã Liễu Ngọc Oánh thật sự có mặt tại đây, thì biểu hiện của hắn ta khẳng định sẽ có khác thường. Lúc Cao Liêm Minh còn đi học ở nước Mỹ thì ngành tâm lý học chính là một trong những ngành học chính của hắn, hắn nhận định gã đàn ông kia có chút không đúng, liền bước đến trước người gã ta. Gã đàn ông kia cả giận nói, làm gì thế? Chúng tôi không phạm tội, cục công an bắt chúng tôi lâu như vậy, các người dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Mọi người nói xem có đúng không? Hắn vừa nói như thế, tất cả chủ xe đều ồn ào theo, tất cả mọi người đều bị giữ ở đây hết nửa ngày, công an cũng không nói lý do cụ thể là gì, cả đám đều cho rằng thời gian quý giá của mình đang dần mất đi, trong lòng bị nghẹn một cục, cả đám ào lại vây lấy Cao Liêm Minh, nếu đổi lại là người khác thì bọn họ không dám vậy, chỉ là Cao Liêm Minh không có mặc đồ công an, cho nên thiếu đi vài phần lực uy hiếp. Trương Dương và Loan Thắng Văn đi vào sau, Loan Thắng Văn cả giận nói, làm gì thế? Nơi này là cục công an, các người muốn gây chuyện à? Đám chủ xe cả giận nói, chúng tôi không phải muốn gây chuyện, công an các người gọi chúng tôi đến đây để xử lý chuyện bảng số xe, nhưng khi đến đây rồi thì các người hỏi đông hỏi tây, chúng tôi đều có công việc cả, đều phải làm ăn, thời gian rất quý giá, không thể lãng phí ở chỗ này được, tổn thất của chúng tôi ai bồi thường. Có người còn hét lên, công an thì sao? Công an cũng không thể tùy tiện bắt người, chúng tôi không phạm pháp, vì sao lại giam chúng tôi ở chỗ này? Loan Thắng Văn nói, ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Ai nói là bắt các người? Không phải là vì điều tra rõ tình huống sao? Xét cho cùng cũng là vì suy nghĩ cho lợi ích của đám chủ xe các người, xe của các người có vấn đề, bị phạt nhiều tiền các người nguyện ý trả sao? Xảy ra chuyện các người sẽ chịu trách nhiệm sao? Nghe thấy những lời này của Loan Thắng Văn, tất cả mọi người liền bình tĩnh lại, khí chàng của Loan Thắng Văn rất mạnh, vào thời khắc mấu chốt có thể đè ép trận tuyến lại, thấy tâm tình của đám chủ xe ổn định lại, Loan Thắng Văn nói, nếu tình huống đã điều tra xong, các người muốn ở chỗ này, tôi cũng không giữ các người, sắp đến trưa rồi, tôi không trả nổi nhiều bữa trưa như vậy. Đám chủ xe đều bật cười, cơm trong cục công an cũng không dễ nuốt, không ai muốn ở đây cả, bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Thì Cao Liêm Minh lại chỉ thẳng vào gã đàn ông khi nãy, nói, mày không thể đi. Gã đàn ông kia nổi nóng, tôi nói này, cậu có bị bệnh không? Dựa vào cái gì mà tôi không thể đi? Tôi chọc giận cậu gì sao? Cao Liêm Minh nói, mày thành thật một chút, tốt nhất là nên phối hợp với công tác của công an. Gã đàn ông kia nói, cậu là công an sao? Đồng phục cũng không mặc. Cao Liêm Minh trừng mắt nhìn gã, mày quản lý tao à? Tao là công an chìm. Đám chủ xe thấy Cao Liêm Minh chỉ nhằm vào gã đàn ông này, không ai muốn nhiều chuyện cả, huống chi cũng không có liên quan gì đến bọn họ cả, bọn họ lặng lẽ rời đi. Trương Dương cũng không rõ vì sao Cao Liêm Minh lại muốn giữ gã đàn ông này lại. Gã đàn ông kia có thái độ vô cùng kiêu ngạo, lớn tiếng nói, lãnh đạo của các người đâu? Tôi muốn kiện cậu ta, thái độ gì thế? Cao Liêm Minh vẫn không buông tha, ngày hôm qua có phải mày đã đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh hay không? Gã đàn ông này sửng sốt một chút, lúc này ngay cả Trương Dương cũng nhìn ra biểu tình của thằng nhãi này không được tự nhiên, chần chờ một chút, gã đàn ông kia lớn tiếng nói, không có. Loan Thắng Văn vốn tưởng rằng Cao Liêm Minh chỉ muốn phô trương thanh thế, nhưng mà biểu hiện của gã đàn ông kia cũng làm cho Loan Thắng Văn sinh nghi, ngày hôm nay sở dĩ gọi đám người này đến phân cục Bạch Sa, tất cả bọn họ đều có một điểm chung,
chính là đã xuất hiện trong đoạn băng ghi hình của bãi giữ xe trong Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Thế mà gã đàn ông này lại phủ nhận rằng mình không có đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, xem ra trong lòng gã ta quả thật có quỷ. Trương Dương thấp giọng nói với Loan Thắng Văn, cục trưởng Loan, mượn dùng phòng làm việc của anh một chút. Loan Thắng Văn nói, hỏi thì cứ hỏi, ngàn vạn lần đừng làm ra hành động quá khích nào, ông ta nói xong cũng vẫy vẫy tay với hai người công an bên cạnh mình, đi ra ngoài. Ông ta biết hai tên nhóc này muốn điều tra xem rốt cục là ai đã đẩy ngã Liễu Ngọc Oánh, chút nhân tình này, ông có thể cho, nhưng mà cũng phải nhắc nhở bọn người Trương Dương này một chút, để tránh cho bọn họ nổi nóng lên làm bậy, đến lúc đó thì ngay cả ông cũng khó mà ăn nói. Cao Liêm Minh nhìn tư liệu của gã đàn ông kia, Hoàng Lập Đào, mày đã làm cái gì mày tự rõ ràng. Hoàng Lập Đào nói, tôi không rõ ý của cậu, tuy rằng gã rất mạnh miệng, nhưng trong mắt vẫn không khỏi toát lên chút sợ hãi. Trương Dương quan sát Hoàng Lập Đào một chút, gã ta không có râu quai nón, trên trán cũng không có nốt ruồi đen giống như mô tả của Liễu Ngọc Oánh, nhưng mà chiều cao của thằng nhãi này thì rất phù hợp. Trương Đại Quan Nhân không có nhiều thời gian nói nhảm với gã, đi đến trước mặt Hoàng Lập Đào, nói, mày tốt nhất là nên thành thật khai đi, không có chứng cứ tao sẽ không tìm mày. Hoàng Lập Đào nói, tìm tôi làm gì? Tôi không phạm tội, tôi cũng không phạm pháp. Cao Liêm Minh nói, mày còn giả ngu à? Biết ngoài cửa lớn của Bệnh viện Nhân dân tỉnh có máy quay không? Mày thừa dịp hỗn loạn làm chuyện xấu, cho rằng người khác không chú ý đến mày, nhưng mà mày quay đã thu lại toàn bộ hành động của mày. Hoàng Lập Đào nuốt nước miếng, gã thật sự sợ, vào thời đại này thì máy quay chưa được phổ biến, ý thức của gã trong phương diện này vẫn chưa đủ, dưới sự hù dọa của Cao Liêm Minh, gã thật sự cho rằng mình đã bị quay lại. Hoàng Lập Đào nói, tôi không có làm cái gì cả, tôi chỉ đến thăm bệnh. Trương Dương nói, không phải mày vừa nói là không có đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh sao? Hoàng Lập Đào trắng mặt, thấp giọng nói, thái độ của các người ác liệt như vậy, tôi sợ. Cho nên, Trương Dương phẫn nộ quát, Hoàng Lập Đào, mày còn dám nói dối. Ngày hôm qua tại cửa lớn bệnh viện có phải mày đã đẩy ngã một phụ nữ có thai? Sau đó còn đạp một cái lên bụng của người ta, phải không? Cao Liêm Minh vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Dương. Bây giờ hắn mới biết được vì sao Trương Dương lại muốn điều tra chuyện này rồi, mẹ kiếp, thằng chó này cũng đúng là khốn nạn thật, không chỉ đẩy ngã phu nhân tỉnh trưởng, mà còn đạp vào bụng của bà ta nữa, cái này căn bản là muốn tỉnh trưởng đại nhân tuyệt hậu đây mà, thật quá độc ác. Tôi không có, Hoàng Lập Đào lấp liếm. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, ra tay nhanh như điện đấm vào bụng của gã, Hoàng Lập Đào cảm thấy lồng ngực như bị búa tạ đập vào, ngay sau đó một cảm giác nghiền ép xuất hiện trước ngực gã. Loại cảm giác này làm cho gã cảm thấy đau đến nổi không thể hít thở, gã đau đớn ôm ngực, cả người đau đớn, gã thậm chí là không thể đứng thẳng tại chỗ, hai chân nhũn ra, quỳ xuống mặt đất. Cao Liêm Minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn sớm biết Trương Dương là một cao thủ rồi, nhưng không ngờ rằng Trương Dương lại lợi hại đến nông nổi như vậy, chỉ đụng một ngón tay thôi, mà đối phương đau đến nổi thành bộ dạng như vậy luôn. Hoàng Lập Đào không thể chịu đựng được nữa, mở miệng kêu đau liên tục, há mồm muốn kêu cứu mạng. Nhưng đã bị Trương Dương điểm huyệt câm của hắn, Trương Dương nói, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, mày không chịu nói, tao cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực với mày, bây giờ mày có phải là cảm thấy trước ngực rất đau, giống như có cả ngọn núi đè lên ngực của mày không, hô hấp của mày càng ngày càng trở nên khó khăn, bởi vì tao đã điểm huyệt câm của mày lại, ngăn cản máu của mày tuần hoàn. Mày chỉ có thời gian 2 phút, nếu trong vòng 2 phút, tao không giải quyết trạng thái hiện tại của mày. Thì cơ tim của mày sẽ co thắt vì thiếu máu quá lâu, hậu quả thế nào, mày hẳn là biết. Hoàng Lập Đào nhìn Trương Dương một cách kinh khủng. Trương Dương nói, không cần lo lắng cho bọn tao, công an có năng lực bố trí hiện trường, nếu như mày chết, bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng không thể nhìn ra vấn đề gì, bọn họ sẽ cho rằng mày chết là do cơ tim thiếu máu, chết vì bệnh tim phát ra đột ngột, mày bao nhiêu tuổi? Chưa đến 40 mà, có thể trong nhà còn có vợ có con. Mày chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho bọn họ? Hoàng Lập Đào nghe đến đó thì trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, vành mắt đỏ lên thiếu chút nữa là rơi nước mắt ra. Trương Dương thở dài nói, tao chỉ muốn nghe một câu nói thật đơn giản mà thôi, đối với mày mà nói ra sự thật khó khăn như vậy sao? Tao không thích miễn cưỡng người khác, nếu như mày không nói, thì tao cũng không hỏi nữa. Hoàng Lập Đào liều mạng gật đầu. Trương Dương cười nói, mày chịu nói. Hoàng Lập Đào gật đầu, hai tay ôm lấy cổ, cả khuôn mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà dần dần tím tái. Trương Dương vươn tay ra điểm nhẹ một chút lên người của gã, thân thể của Hoàng Lập Đào nhũn ra,
ngã ngồi xuống đất, gã hít thở từng ngụm lớn, cảm thấy ngọn núi lớn trước ngực đã biến mất. Trương Dương cũng không vội hỏi gã, Hoàng Lập Đào đã ăn vị đắng rồi, một người sau khi nếm được mùi vị của tử vong thường sẽ hiểu nên làm thế nào. Hoàng Lập Đào nói, tôi không cẩn thận đụng phải, tôi trả tiền thuốc, còn chưa nói xong, Trương Dương đã vung tay tát cho một cái, đánh cho Hoàng Lập Đào nằm sấp xuống đất. Trương Dương nắm áo của gã lên, căm tức nhìn gã, nói, Hoàng Lập Đào, tao đã cho mày một cơ hội, là mày không biết quý trọng. Hoàng Lập Đào bị ánh mắt của Trương Dương làm cho hoảng sợ, run giọng nói, tôi nói, là Huệ Cường kêu tôi làm. Trương Dương nao nao, Huệ Cường. Hoàng Lập Đào gật đầu, chính là con trai của chủ nhiệm ủy ban thể dục tỉnh Huệ Kính Dân, lão gia tử của hắn bị điều tra tham ô, có người nói là do tỉnh trưởng Tống Hoài Minh ra lệnh. Huệ Cường nói lão gia tử của hắn lần này lành ít dữ nhiều, hắn muốn cho Tống Hoài Minh cửa nát nhà tan, muốn cho Tống Hoài Minh nếm mùi vợ con ly tán, cho nên, tôi liền đi theo dõi vợ của Tống Hoài Minh là Liễu Ngọc Oánh, tôi không muốn giết bà ta, tôi chỉ muốn tạo thành một tai nạn, tôi chỉ muốn phá đứa nhỏ của bà ta, như vậy cũng có thể ăn nói với Huệ Cường rồi, tôi thật sự không muốn giết bà ta. Trương Dương lạnh lùng nói, nếu như đoạt đi sinh mạng của đứa nhỏ trong bụng bà ta, thì còn tàn nhẫn hơn là giết bà ta. Cao Liêm Minh ở một bên nghe mà hết hồn, không ngờ rằng còn có người to gan như thế, hơn nữa động cơ trả thù của đám người này rất là đê tiện, tàn nhẫn đến nổi làm cho người ta điên máu lên. Trương Dương nói, Huệ Cường ở đâu? Hoàng Lập Đào nói, tôi không biết. Trương Dương trợn mắt nhìn, Hoàng Lập Đào lập tức dùng mình một cái, thấp giọng nói, lão gia tử của hắn bị bắt điều tra, Huệ Cường. Huệ Cường có quan hệ đặc biệt tốt với ông chủ của quán ba thời đại đá mới, tôi gặp mặt hắn ở đó, tôi phỏng chừng Hoàng Quân biết được địa điểm của hắn. Trương Dương nói, mày nghe rõ cho tao, món nợ này trước tiên tao cho mày nợ, nếu như tao tìm được Huệ Cường, thì tao sẽ tha cho mày một con đường sống, nếu như tao không tìm được Huệ Cường, thì mày chờ chết đi. Nói dứt lời, Trương Dương xoay người rời khỏi phòng. Cao Liêm Minh nhìn Hoàng Lập Đào đang làm nhèm nước mắt nước mũi. Trong lòng không hề có bất kỳ sự thương hại nào, một tên khốn nạn dám có thể ra tay với một phụ nữ có thai thì quả thật là ngay cả súc sinh cũng không bằng. Cao Liêm Minh nói, vừa rồi những gì chúng ta nói, không thể nói với bất kỳ kẻ nào, còn nữa, sao mặt của mày không có râu? Hoàng Lập Đào nói, tôi sợ bị người ta nhận ra, cho nên đã cạo đi, nhưng mà vẫn rơi vào tay của các người. Cao Liêm Minh nói, mày không biết là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Loan Thắng Văn thấy Trương Dương đi ra, cười đón, giải quyết chưa? Trương Dương gật đầu nói, giải quyết rồi, Hoàng Lập Đào đã thừa nhận, là hắn đẩy ngã Tống phu nhân. Loan Thắng Văn à một tiếng, không ngờ rằng thật sự bị hai tên nhóc này điều tra ra được, ông lập tức nghĩ đến một vấn đề, hắn cố ý hay vô ý. Trương Dương nói, cục trưởng Loan, chuyện này anh đừng nhúng tay vào, tỉnh trưởng Tống không muốn làm lớn chuyện này, ông ấy kêu tôi xử lý chuyện này, anh hiểu không? Loan Thắng Văn gật đầu, ở vị trí của Tống Hoài Minh thì đúng là có một số việc không tiện làm, kêu Trương Dương xử lý chuyện này chính là một chuyện tốt hiếm có. Loan Thắng Văn dựa vào trực giác làm công an nhiều năm của mình, ý thức được rằng chuyện này thoạt nhìn không đơn giản như ngoài mặt, nếu như ông ta mù quáng lao vào thì sẽ làm cho lãnh đạo khó chịu. Loan Thắng Văn nói tốt, chuyện này cậu cần tôi giúp cậu thế nào? Trương Dương nói, tạm thời bắt giữ Hoàng Lập Đào, chờ tôi báo cáo với tỉnh trưởng Tống, rồi mới quyết định là nên làm thế nào. Loan Thắng Văn nói, không thành vấn đề, để tôi điều tra tư liệu của Hoàng Lập Đào, xem lúc trước hắn ta có án gì hay không. Trương Dương cũng không coi trọng Hoàng Lập Đào, tuy rằng Hoàng Lập Đào chính là kẻ đã ra tay đẩy ngã Liễu Ngọc Oánh, nhưng mà phía sau gã ta còn có một người sai khiến, con trai của chủ nhiệm ủy ban thể dục tỉnh Huệ Kính Dân Huệ Cường. Bởi vì sợ Yên Nhiên, cho nên ở sâu trong nội tâm của Trương Dương đã coi Liễu Ngọc Oánh trở thành người nhà của mình. Bây giờ người nhà bị xâm phạm, đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Đêm hôm đó, Trương Dương và Cao Liêm Minh lát một chiếc Santana mới tân trang đến trước cửa quán ba thời đại đá mới, xe là của Cao Liêm Minh, sau khi hắn về nước là đi chiếc xe này, bây giờ bị Trương Dương trưng dụng, tuy rằng xe không được tốt, nhưng mà hệ thống gió mát không tồi, mở cửa xe bước xuống, Cao Liêm Minh bị gió lạnh bên ngoài ập vào làm hắt xì mấy cái liên tục. Hắn lau lau mũi, nhìn ánh đèn neon phía trước. Bỗng nhiên tìm thấy một cảm giác trinh thám, trở thành trinh thám luôn là giấc mộng của hắn, ngày hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện rồi. Trương Dương giao điện thoại cho Cao Liêm Minh, cầm giúp tôi, nếu như sau 15 phút mà tôi không ra được, cậu gọi điện báo công an.
Cao Liêm Minh sửng sốt, gì thế? Anh bỏ tôi một mình bên ngoài. Hai chúng ta không phải là hợp tác sao? Hắn một lòng muốn đi theo Trương Dương vào trong coi tình huống. Trương Dương cười nói, nguyên nhân cũng là bởi vì hợp tác, cho nên dù sao cũng phải có người ở phía sau, nếu như tôi gặp nguy hiểm gì trong quán bar, thì còn có cậu ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng, nếu như hai chúng ta đều đi vào, bị người ta vây lấy, thì cậu nói xem chúng ta thoát thân như thế nào. Cao Liêm Minh nói, dựa vào thân thủ của anh, những người tầm thường đó làm sao mà là đối thủ của anh. Hắn cực kỳ tôn sùng đối với võ công của Trương Dương. Trương Dương cười nói, song quyền khó địch lại bốn tay, nếu như gặp phải tình huống khác thường, tôi có thể tự bảo vệ mình được, cậu đi vào theo tôi, có thể phân tán tinh lực của tôi vừa phải bảo vệ bản thân vừa phải lo cho cậu, khẳng định sẽ phiền phức. Trương Dương nói đúng tình hình thực tế, hắn không muốn Cao Liêm Minh đi vào, chủ yếu là không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn cả. Cao Liêm Minh nói, tôi không cần anh lo cho tôi có thể tự lo cho mình. Không dài dòng nữa, coi chừng tôi đánh cậu đấy. Những lời này có vẻ có hiệu quả đây, Cao Liêm Minh quả nhiên là ngậm miệng lại, mở to mắt ra nhìn Trương Dương đi vào trong cửa lớn quán bar. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên trong quán bar không có bao nhiêu khách cả, ông chủ quán bar thời đại đá mới Hoàng Quân đang ngồi ở quầy bar uống nước nói chuyện với cô gái pha rượu. Hoàng Quân lúc trước cũng xuất thân từ thể dục, đã từng thi đấu cấp quốc gia rồi, hắn và Huệ Cường có quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc trước khi còn là vận động viên đã được chủ nhiệm ủy ban thể dục cũ Huệ Kính Dân chiếu cố rất nhiều, cô gái pha rượu cho hắn tên là Alan, nghe Alan nói với hắn, có người đang đi về hướng của anh đấy. Có phải là bạn của anh không? Hoàng Quân xoay người lại nhìn thoáng qua, hắn không nhận ra Trương Dương. Trương Dương cũng không nhận ra Hoàng Quân, đi đến trước quầy bar, cười nói với Alan, người đẹp, xin chào, tôi là bạn của ông chủ Hoàng Quân, anh ấy có ở đây không? Alan có chút kỳ quái nhìn Trương Dương, đôi mắt đẹp đảo một vòng, từ biểu tình quái dị của Alan Trương Dương đã cảm nhận được cái gì đó, lúc này hắn mới nhìn vào Hoàng Quân. Dù sao thì Trương Dương cũng không có bệnh, nếu có một gã đàn ông cùng một người đẹp ngồi chung một chỗ, thì lực chú ý của hắn khẳng định sẽ tập trung lên người của người đẹp trước, cho nên hắn mới quên mất sự tồn tại của Hoàng Quân. Hoàng Quân nhìn Trương Dương, hắn cười nói, anh tìm ông chủ của chúng tôi à? Anh ấy đang ở phòng làm việc phía sau. Trương Dương nói lời cảm ơn, xoay người chuẩn bị rời đi. Hoàng Quân gọi hắn lại, dù sao anh cũng phải cho tôi biết anh là ai chứ. Tôi thông báo giúp anh một tiếng. Trương Dương. Hoàng Quân tuy rằng không nhận ra Trương Dương, nhưng mà cái tên này thì hắn có nghe nói qua. Hoàng Quân nói, anh chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho ông chủ trước. Trương Dương cười nói, không cần đâu, tôi trực tiếp đi tìm anh ấy. Hoàng Quân gật đầu, đi thẳng quẹo phải. Cửa nhỏ bên trái phòng vệ sinh. Trương Dương nói lời cảm ơn lần nữa, bước đi về phía trước. Thấy Trương Dương đi xa, Alan không nhịn được cười nói, ông chủ, anh cũng thật xấu, vì sao không nói cho người ta biết. Hoàng Quân uống cạn ly rượu đỏ trên quầy bar, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Người hắn tìm nhất định không phải là anh. Hoàng Quân cầm lấy điện thoại di động bấm một dãy số, đi đến một góc âm u, ngọn đèn chớp tắt làm cho khuôn mặt của hắn lúc ẩn lúc hiện. Khi điện thoại vừa được chuyển, Hoàng Quân liền thấp giọng nói, Huệ Cường. Cậu có biết Trương Dương không? Chưa từng gặp qua, nhưng mà hắn là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, thế nào? Hắn đến quán bar của tôi. Hô hấp của Huệ Cường trở nên trầm thấp, sau một hồi mới nói, Hoàng Lập Đào mất tích, tôi lo rằng hắn ta đã bị người ta nhận ra rồi, vô luận là hắn có hỏi thế nào, cũng không thể nói chuyện của tôi cho hắn biết. Hoàng Quân cười cười nói, có cần tôi cho hắn một bài học không? Huệ Cường nói, anh xem rồi làm. Hoàng Quân cúp điện thoại, thấy có một tên nhóc đeo kính đang ngồi lên vị trí khi nãy của hắn, đang cười cười nói cái gì đó với Alan. Hoàng Quân nhíu mày, hắn lại gọi điện thoại, thấp giọng nói với điện thoại, đóng cửa. Thả chó. Trương Dương đẩy cửa nhỏ ra, phía sau là một cái sân rộng khoảng 1.000 mét vuông, trong sân có để không ít ống tuyếp, ở hướng phía bắc xa có một tòa nhà 2 tầng, trên lầu có không ít phòng đang mở đèn, Trương Dương bước đi về hướng tòa nhà đó. Trong bóng tối có hai bóng đen đang hướng về phía Trương Dương như hai tia chớp, Trương Dương cảm nhận thấy động tĩnh. Hắn chăm chú nhìn lại, thì thấy hai con chó bẹt ghê một trái một phải đang lặng lẽ đến gần hắn. Trương Dương thầm kêu không ổn, đột nhiên nghe thấy tiếng sủa lớn, một con chó dùng sức lao đến, hai chân sau lấy đà, bỗng nhiên phóng lên khỏi mặt đất, bay đến hướng của Trương Dương, miệng há to, răng nhọn trong miệng sáng loáng lên, trực tiếp nhắm vào cổ của Trương Dương mà cắn.
con chó còn lại thì lao về hướng phần dưới của Trương Dương, mục tiêu cắn xé của nó chính là hai chân của Trương Dương, hai con chó một cao một thấp, phối hợp vô cùng ăn ý. Trương Dương đã sớm nghe nói về sự hung tàn của loại chó này, tuy rằng hắn có một thân võ công cái thế, nhưng đối mặt với hai con chó hung mãnh như vậy cũng không dám chủ quan. Trương Dương nghiêng sang phải một cách nhanh chóng, con chó lao về phần cổ của hắn nhất thời thất bại, nhưng mà con chó tấn công phần dưới của Trương Dương thì vô cùng linh hoạt, khi bước chân của Trương Dương chuyển đổi phương hướng, thì nó liền há mồm ra cắn về đùi phải của Trương Dương. Trương Dương cả giận quát, nghiệp chướng. Hắn nhấc chân lên đá ra, tuy rằng khởi động hơi chậm, nhưng mà tốc độ ra cước nhanh hơn tốc độ di chuyển của con chó, đá một phát chính xác vào ngay yết hầu của con chó. Một cước của Trương Dương có lực lượng đủ để đá nát một tảng đá lớn, con chó kia bị hắn đá một cái làm cho lăn lộn 4-5 vòng, ngã cái rầm lên đống ống tuyết, sau đó gục xuống, đầu vỡ toát ra. Con chó còn lại thấy đồng bạn của mình bị một đá của Trương Dương làm chết ngay tại chỗ, trong họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, liều mạng lao về hướng của Trương Dương hơi ngửa người ra, con chó lao vụt qua thân thể của hắn, không đợi con chó xoay người lại, Trương Dương đã xông lên đá cho một cái, hung hăng đá ngay mông của nó. Con chó kêu ẳng lên một tiếng, bị một đá của Trương Dương làm bay ra giữa không trung, lướt qua bức tường trước mặt, lúc rơi xuống đất còn gây ra vài tiếng động ầm ầm, cùng với những tiếng ẳng ẳng hỗn loạn. Phỏng chừng là cũng khó giữ được mạng. Trên trán của Trương Dương cũng toát ra không ít mồ hôi lạnh, không ngờ rằng ở chỗ này mà cũng gặp phải mai phục, vừa rồi thằng nhãi trong quán ba cố ý lập bẫy hại mình đây. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ, rồi quyết định trở lại tìm tên nhóc đó. Lúc này bên trong tòa nhà có 5 tên to con lao ra, một gã chỉ vào Trương Dương hét lớn, bắt hắn, giết chó của chúng ta, không muốn sống rồi. Trương Dương bị người ta lừa vào bẫy vốn đã tức giận rồi, bây giờ lại nghe thấy có người khác mắng mình, lửa giận trong lòng càng cháy mạnh, hắn đi về phía trước, cầm lấy cây ống tuyếp dưới chân lên. Khóe môi của Trương Dương hiện lên một nụ cười nhạt, chân hắn dích lên, cây ống tuyếp nhảy lên từ mặt đất, Trương Dương vươn tay chụp lấy cây ống tuyếp dài chừng 3 mét. Đám người này thả chó ra cắn hắn trước, cho nên Trương đại quan nhân căn bản là không cần phải khách khí với đám người này. Trương Dương cầm ống tuyếp trong tay, như mãnh hổ hạ sơn, nhằm về hướng 5 người kia. Bên 5 gã này tuy rằng đông người, nhưng mà trên tay chúng chẳng có gì cả, thấy Trương Dương cầm ống tuyếp vọt đến, cả đám đều có chút hoảng hốt, trong sân này thứ tốt nhất cũng chỉ có ống tuyếp, bọn họ cũng chụp lấy ống tuyếp. Vũ khí giống nhau, chỉ là người ra tay khác nhau, uy lực cũng không giống nhau. Thấy Trương Dương cầm ống tuyếp đập xuống, một tên vội vàng dùng ống tuyếp đỡ lại, chỉ là khi hai cây sắt chạm vào nhau, phát ra một tiếng động lớn, hắn ta chỉ cảm thấy hai tay tê dại, nửa người mất đi chi giác, Trương Dương còn chưa kịp dùng chiêu thứ hai, thì thằng nhãi này đã quỳ cái rầm xuống đất, cái này không phải là bị dọa, mà là hắn không chịu nổi áp lực một gậy của Trương Dương, hai chân mềm nhũn ra. Những người khác còn chưa chuẩn bị tiến công, thì đã bị Trương Dương cầm ống tuyếp đập trúng chân. Cả đám đau đớn kêu thảm ném ống tuyếp xuống, ôm chân mà nhảy dựng lên. Lúc này Hoàng Quân đến hậu viện, thấy con chó bẹt ghê của mình chết, Hoàng Quân đau lòng đến nổi thiếu chút nữa đã chảy cả nước mắt ra, hai con chó này hắn vất vả lắm mới lấy về từ Thanh Hải, nuôi hơn cả năm rồi, có tình cảm rất sâu đậm, không ngờ rằng lại bị Trương Dương giết chết, Hoàng Quân giận dữ hét, mày giết chết chó của tao. Trương Dương ném ống tuyếp trong tay qua một bên, nói tôi ghét nhất là bị người khác gạt tôi, anh là Hoàng Quân sao? Đúng là người cũng như tên, còn ác hơn là cả quỷ nữa, lừa tôi đến đây, còn thả chó cắn tôi, nếu như tôi thật sự bị chó cắn chết, anh có phải là còn đi kiện tôi tội trộm cướp không thành không? Hoàng Quân nghiến răng nói, mày muốn chết. Trương Dương nói, tôi van anh, bây giờ là xã hội pháp trị, ngàn vạn lần đừng mạnh miệng, lời hù dọa không thể nói đùa, chuyện hù dọa tôi cũng chẳng có làm. Hoàng Quân, mẹ nó, cha mẹ anh sao lại sinh ra một thằng con ác tâm như anh thế? Hoàng Quân thong thả cởi áo khoác màu xám của mình ra, để lộ bộ đồ vận động màu xanh lam bên trong. Trương Dương có chút hứng thú nhìn hắn, không ngờ rằng thằng nhãi này cũng là một người có nghề, xem tình hình là muốn một đấu một với mình. Trương Dương nói, anh là Hoàng Quân. Hoàng Quân gật đầu, vươn tay ra, vẫy vẫy tay với Trương Dương, ý bảo đối phương đến đây. Trương Dương cười tủm tỉm đi qua, vừa đi vừa hỏi, Huệ Cường ở đâu? Anh nói cho tôi biết địa điểm của hắn. Chuyện ngày hôm nay tôi không truy cứu. Hoàng Quân nói, mày rất cuồng. Trương Dương nói, cái này gọi là cá tính. Khi hai người còn cách nhau 2 mét, Hoàng Quân đột nhiên động, dẫm chân bước về phía trước, hơi cúi người xuống, nương theo một loạt động tác không rõ ràng này, lực lượng toàn thân tập trung vào tay phải,
nắm tay đấm vào mặt của Trương Dương, hắn cực kỳ hận Trương Dương, cho nên một đấm này của hắn muốn mặt của Trương Dương nở hoa. Trương Dương hời hợt giơ tay trái lên, chỉ là nhẹ nhàng vung lên thôi, mà đã hóa giải một đấm của Trương Dương, sau đó hắn bước về trước một bước, tay phải đánh thẳng lên ngực của Hoàng Quân, Hoàng Quân không thể tránh được, cả thân thể bị bật tung về phía sau, bay đủ 5 mét rồi mới té xuống đất. Trương Dương cũng không phát động đợt tấn công thứ hai, vẫn từ tốn chậm rãi đi đến, có vẻ giống như đang đi dạo giữa sân vậy, hắn mỉm cười nói, Hoàng Quân, Huệ Cường lập mưu hãm hại vợ của tỉnh trưởng Tống, chuyện này anh biết không, vì bạn giúp sức không tiếc cả mạng sống, tôi bội phục anh, chỉ là giúp hổ làm ác, thì không được sáng suốt đâu. Hoàng Quân bị một đấm của Trương Dương làm cho nửa ngày mới hồi phục, chờ khi Trương Dương đến gần hắn, hắn mới từ từ đứng lên khỏi mặt đất, nhấc chân đá về hướng Trương Dương. Lại bị Trương Dương né qua dễ dàng, Trương Dương lại đánh ra một đấm, đánh cho Hoàng Quân bay đi tiếp, lần này thì đáp lên đồng ống tuyếp chất trong sân, ống tuyếp rơi xuống, nện lên người Hoàng Quân không ít. Trương Dương nhấc chân đạp lên ngực của Hoàng Quân, lần này không cho hắn ta cơ hội đứng lên, chân hơi dùng sức, Hoàng Quân cảm thấy xương ngực của mình như muốn nứt ra vậy, tựa hồ như bị một đạp của Trương Dương làm cho nát hết. Trương Dương nói, người quen biết tôi đều biết cả, con người của tôi thích nhất là nói đạo lý. Ghét nhất là lạm dụng bạo lực, vì sao anh phải bức tôi? Tôi hỏi anh một lần nữa, Huệ Cường ở đâu? Hoàng Quân lắc đầu nói, có gan thì giết tao đi, kêu tao bán đứng bản thân của mình, không có cửa đâu. Biểu hiện của hắn vẫn còn có vẻ kiên cường. Trương Dương tấm tắc khen, nhìn không ra, anh lại là một hảo hán. Hoàng Quân, tôi nói rõ cho anh biết, Huệ Cường phạm pháp, anh bây giờ biết mà không báo, cũng là phạm pháp, làm không tốt thì phải ngồi tù. Hoàng Quân nhịn đau nói, tù con mẹ nó ai không ngồi qua, cùng lắm thì mày cho tao đi vào lần nữa. Con mẹ nó tao không quan tâm, kêu tao bán đứng anh em, đừng có mơ. Trương Dương đang chuẩn bị cho Hoàng Quân nếm một chút vị đắng, nhưng phía sau truyền đến một giọng nữ lạnh lùng, buông anh ấy ra. Trương Dương có chút kinh ngạc quay đầu lại, thì thấy một cô gái mặc đồ da màu đen kéo Cao Liêm Minh đi tới, trong tay cầm một con dao kề lên trên cổ của Cao Liêm Minh. Trương Dương nhìn thấy rõ. Cô gái mặc đồ đen kia chính là Đông Tú Tú của Cục Quốc An, Trương Dương trăm triệu lần không ngờ rằng lại gặp Đông Tú Tú ở chỗ này, hắn ngạc nhiên há to miệng ra, to đến nổi hầu như có thể nhét một cái trứng ngỗng vào luôn. Trên mặt của Đông Tú Tú không có một chút ý cười, lạnh lùng nhìn Trương Dương nói, anh có nghe hay không, tôi đếm đến ba, anh buông anh ấy ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 589, Tuyết Miền Nam. Đông Tú Tú vừa nhảy lên Lai Dương, thì một cây gậy trúc đã đánh về hướng mặt của cô, thân thể mềm mại của Đông Tú Tú liền ngửa ra sau, tránh thoát khỏi cú đánh lén này. Cùng lúc đó, một bóng đen xuất hiện nơi đuôi thuyền, hắn lùi về mấy bước, sau đó chạy lấy đà nhảy lên không, đáp vững vàng lên trên thuyền đánh cá ở bên cạnh. Đông Tú Tú quát, anh đứng lại đó cho tôi. Cô ta nhanh chóng đuổi theo hướng bóng đen bỏ chạy. Kẻ chạy trốn chính là Huệ Cường, khi hắn phát hiện ra có người đến gần Lai Dương. Thì lập tức lựa chọn bỏ trốn, khoảng cách giữa các chiếc thuyền trên bến tàu rất gần, lực nhảy của Huệ Cường cũng không tồi, khi nhảy lên thuyền đánh cá thì hơn mất thăng bằng một chút, rồi bắt đầu chạy như điên, hắn chạy rất nhanh, Đông Tú Tú đuổi theo cũng rất nhanh, Huệ Cường thật sự có chút đau đầu rồi, sau khi đã nhảy qua 5 chiếc thuyền đánh cá, hắn nhảy lên trên bến tàu, chạy dọc theo đường trên bến tàu. Trương Dương nhìn thấy Huệ Cường đang bỏ trốn xa xa, trên mặt lộ ra một nụ cười chẳng đáng. Hắn cầm lấy cái nắp thùng rác tròn ở bên cạnh, nhắm ngay người của Trương Dương ném ra, cái nắp giống như đĩa bay phóng về hướng của Huệ Cường. Huệ Cường cảm thấy phía sau lưng có chút không đúng, quay đầu lại, còn chưa thấy rõ được cái gì, thì cái nắp thùng rác đã nện lên người hắn. Huệ Cường lảo đảo ngã xuống nền xi măng dưới đất, hắn bỏ dậy một cách vất vả, nhưng không đợi cho hắn đứng dậy. Đông Tú Tú đã đến bên cạnh hắn, nhấc chân đá vào bụng của hắn, đau đến nổi làm cho Huệ Cường kêu lên thành tiếng. Thân thể co rúm lại như một con tôm luộc. Đông Tú Tú bẻ hai tay của hắn ngược lại, dùng còng khóa đôi tay của hắn lại, Huệ Cường giận dữ hét, các người là ai? Bắt tôi làm gì? Trương Dương chậm rãi đi đến bên người của Huệ Cường, ngồi xổm thân xuống, vươn tay vỗ nhẹ vào mặt của Huệ Cường. Huệ Cường, mày không gây sự, bọn tao cũng không đến tìm mày, tốt xấu gì thì mày cũng là một thằng đàn ông, mà lại đê tiện đến nổi ra tay với một phụ nữ có thai, con mẹ nó mày có con là con người không? Huệ Cường nghe thấy câu này, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Lúc này Cao Liêm Minh cũng lái chiếc Santana của hắn đến, đèn xe sáng rực chiếu vào mặt của Huệ Cường, hai mắt của Huệ Cường bị ánh sáng mạnh chiếu vào làm mở không được.
Cao Liêm Minh đi đến đá hai cái vào mông của Huệ Cường, rất có ý tứ cháy nhà đi hôi của. Đông Tú Tú trừng mắt nhìn hắn, nói anh làm gì thế? Cao Liêm Minh nói, trừ hại cho dân. Đông Tú Tú nói, thật uy phong, hay là tôi thả hắn ra, anh một đấu một với hắn nhé. Cô giả vờ như muốn mở còng tay cho Huệ Cường. Cao Liêm Minh hoảng sợ nói, đừng khách khí, vất vả lắm mới bắt được hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy. Trương Dương cười ha hả lên, nói, được rồi, đừng làm loạn nữa, mau bắt hắn trở về. Trương Dương đem tin tức đã bắt được Huệ Cường nói cho Tống Hoài Minh biết, Tống Hoài Minh nghe được chuyện này cũng là bởi vì vụ án của Huệ Kính Dân, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, vợ là do chính ông gây phiền ra, trong lòng của Tống Hoài Minh cảm thấy một loại áy náy nói không nên lời, ông im lặng một hồi lâu, mới lên tiếng, tốt. Trương Dương nói, chú Tống, chuyện này nên xử lý như thế nào? Tống Hoài Minh nói, giao hắn cho bên công an, xử lý công bằng, Trương Dương, con cực khổ rồi. Trương Dương cười nói, không khổ cực, tình huống của dì Liễu thế nào rồi? Tống Hoài Minh xoay người lại, nhìn vợ đã ngủ yên, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh xinh đẹp của vợ, Tống Hoài Minh cảm thấy một sự ấm áp không nói nên lời, nhẹ giọng nói, tình huống rất tốt, lần này cũng nhờ có con. Trương Dương nói, ngày mai con sẽ làm trị liệu cho dì ấy, sẽ không sao cả. Cúp điện thoại, Đông Tú Tú và Cao Liêm Minh đều nhìn hắn, Cao Liêm Minh nói, người này xử lý như thế nào? Trương Dương nói, gọi điện cho ba của cậu, chuyện này giao cho bên công an xử lý. Cao Liêm Minh nói, tốt, hắn đi qua một bên gọi điện thoại. Đông Tú Tú nhìn Cao Liêm Minh, rồi lại nhìn Trương Dương nói, người này là ai? Sao lắm mồm thế? Trương Dương nói, công tử của Phó Sở trưởng Cao tỉnh Bình Hải, vừa mới lấy được giấy phép luật sư ở nước Mỹ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cũng là một nhân viên của Ủy ban Thể dục Nam Tích chúng tôi. Đông Tú Tú không khỏi bật cười, tôi coi như đã nhìn ra, thủ hạ của anh tất cả đều là một đám binh tôm tướng cua. Trương Dương cố ý nghiêm mặt nói, cô có thể coi thường tôi, nhưng không thể chà đạp trợ thủ đắc lực của tôi. Đông Tú Tú cười nói, được rồi, tôi không nói, lát nữa anh thả tôi xuống gần quán ba thời đại đá mới, ngàn vạn lần đừng quên lời hứa của anh, bên anh họ của tôi, anh không truy cứu nữa. Trương Dương cười nói, tối hôm nay cô có biểu hiện ra sức như vậy. Thì ra là muốn giúp anh họ của cô thoát tôi. Đông Tú Tú nói, này, anh không đổi ý chứ? Trương Dương cười ha hả, hắn đã bắt được hung phạm Huệ Cường rồi, về phần Hoàng Quân căn bản chỉ là một nhân vật không quan trọng, nể mặt của Đông Tú Tú, tha cho hắn ta một con đường cũng không phải là không thể. Trương Dương nói, đúng rồi, cô đến Nam Tích làm gì? Là việc công hay việc tư? Đông Tú Tú nói, cơ mật quốc gia, không thể phụng cáo. Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến chuyện gần đây vợ chồng Văn Quốc Quyền muốn đến, không khó đoán được lần này Đông Tú Tú đến đây có liên quan đến vấn đề an toàn của bọn họ, loại chuyện này không thích hợp để hỏi, Đông Tú Tú nói, đưa xe cho tôi dùng, tôi không muốn giao tiếp với công an. Trương Dương gật đầu, Đông Tú Tú chui vào trong xe Santana, khởi động xe chạy đi. Cao Liêm Minh đứng xa xa gọi điện thoại nghe được tiếng động cơ xe, quay đầu lại nhìn, thấy Đông Tú Tú đã lái chiếc Santana của mình đi. Hắn vội vàng đuổi theo, ê đó là xe của tôi mà. Trương Dương nói, không phải chỉ là một chiếc xe cũ thôi sao? Người ta mượn dùng một chút, tôi đưa số điện thoại của cậu cho cô ta rồi, cô ta dùng xong sẽ trả lại cho cậu. Cao Liêm Minh nói, anh đúng là chuyên gia đấy, mượn hoa kính Phật không run tay, cô ta có hộ chiếu không? Lái xe xảy ra chuyện anh chịu trách nhiệm giúp cô ta à? Trương Dương nói, Cao Liêm Minh, cậu mà còn lại nhảy nữa, tôi đuổi việc cậu. Cho cậu ở Đông Giang chờ thu xếp hành lý về Mỹ, tôi chọn Cao Minh khác. Cao Liêm Minh quả nhiên không dám hó hé nữa, nghiến răng nói, uy hiếp trắng trợn. Qua một hồi lâu, xe công an chạy đến đây, lần này đích thân Phó Sở trưởng Cao Trọng Hòa dẫn đội đến, nhưng mà cảnh tượng này cũng hơi bị khoa trương một chút, tổng cộng có đến hơn 10 chiếc xe công an, nhìn thấy đoàn xe vây quanh bọn họ, Trương Đại Quan Nhân nhìn Cao Liêm Minh một cách chân chối, Cao Liêm Minh ơi là Cao Liêm Minh. Ba của cậu cũng phô trương thật đấy. Mặt của Cao Liêm Minh đỏ bừng lên, thầm nghĩ trong lòng, lão gia tử cũng quá khoa trương rồi, thế cục bên này đã được khống chế, mà bọn họ còn huy động nhiều lực lượng như vậy, vì một Huệ Cường, mà dùng đến 10 chiếc xe công an. Cao Trọng Hòa bước xuống từ một chiếc xe, thấy con trai đứng chung một chỗ với Trương Dương ở xa xa, lúc này mới yên tâm lại, ông bước qua, trước tiên là cười nói với Trương Dương, Tiểu Trương, gạt bên công an chúng tôi tự ý hành động. Coi chừng tôi truy cứu trách nhiệm của cậu đấy, thật ra ông chỉ nói giỡn mà thôi.
Cao Liêm Minh nói, ba phải cấp bằng khen công dân tốt cho bọn con, cái này gọi là trừ hại cho dân đấy. Cao Trọng Hòa trừng mắt nhìn hắn, thằng khốn nạn, về nhà tao sẽ tính sổ với mày. Cao Liêm Minh thè lưỡi ra, lén lén đến gần Lão Gia Tử, thấp giọng nói nhỏ, ba kêu nhiều người đến đây như vậy, khoa trương quá, ba lo lắng cho an toàn của mình. Hay là lo lắng cho an toàn của con? Trên mặt C3 đơn vị thiên văn Cao Trọng Hòa hiện ra một tia cười khổ, ba cũng không ngờ là bọn họ lại khoa trương như vậy. Cao Liêm Minh thấp giọng nói, thói quan liêu hại chết người. Cao Trọng Hòa mắng hắn một câu, bớt nói bậy với ba. Lúc này Triệu Quốc Cường đã đi đến, gã nói với Cao Liêm Minh không sao chứ. Cao Liêm Minh lắc đầu. Ánh mắt của Triệu Quốc Cường rơi lên người của Trương Dương, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy đâu. Gã luôn luôn cho rằng em trai Triệu Quốc Lương của mình đã chết trong tay của Trương Dương, cho đến giờ gã vẫn luôn tìm cơ hội đối phó với Trương Dương. Triệu Quốc Lương đi đến hướng Trương Dương, lạnh lùng nói, chủ nhiệm Trương thật có bản lĩnh, biết có án mà lại gạt bỏ công an chúng tôi mà tự ý hành động, xem ra sau này công tác của chúng tôi đều có thể giao cho cậu đi làm hết. Trương Dương nghe thấy Triệu Quốc Cường nói chuyện không được tốt, mỉm cười nói, nếu Triệu cảnh quan muốn nghe giải thích, có thể trực tiếp đi tìm tỉnh trưởng Tống, ý ngoài lời chính là, Triệu Quốc Cường anh chẳng là cái đinh gì cả, là tỉnh trưởng Tống kêu tôi điều tra chuyện này, anh có gan thì đi tìm ông ta mà chất vấn. Sắc mặt của Triệu Quốc Cường càng trở nên lạnh lùng, bất luận chuyện gì cũng đều phải có trình tự, cậu cũng là cán bộ quốc gia, có biết cái gì gọi là chức trách không, cậu hẳn là còn rõ ràng hơn tôi, sở dĩ tôi nói như vậy, cũng không phải bởi vì tôi có thành kiến với cậu, mà là vì có trách nhiệm với cậu, gạt bỏ công an hành động một mình, nếu có sơ suất gì, cậu hối hận cũng đã muộn. Trương Dương thản nhiên nói, cảm ơn, an toàn của tôi không cần anh quan tâm. Hai cha con Cao Trọng Hòa cũng cảm thấy được mùi thuốc súng dày đặc giữa hai người Trương Dương và Triệu Quốc Cường. Cao Trọng Hòa nói, Quốc Cường, áp giải tội phạm về trước, tính chất của chuyện này vô cùng ác liệt, nhất định phải thẩm tra rõ ràng. Còn nữa, vừa rồi tôi có gọi điện cho tỉnh trưởng Tống, vụ án này cố gắng không nên làm công khai. Triệu Quốc Cường lên tiếng, mang hai gã công an áp giải Huệ Cường lên xe. Cao Trọng Hòa nói với Trương Dương, lên xe của tôi đi. Trương Dương và Cao Liêm Minh cùng lên xe của Cao Trọng Hòa. Cao Trọng Hòa sau khi lên xe liền cởi nón ra, dựa ra ghế phía sau, thấp giọng nói, sau này có chuyện như vậy, tốt nhất là nên gọi cho tôi, liên quan đến tội phạm hình sự, các người nên lo lắng đến an toàn của mình. Trương Dương cười cười, Cao Liêm Minh thì nói, ba, không sao cả, con và Trương Dương hợp tác, phần tử phạm tội gặp là sợ hãi. Căn bản là không cần bọn con ra tay đâu, chỉ cần đứng đó, trừng mắt nhìn thôi thì bọn tội phạm cũng sợ đến hết hồn rồi. Cao Trọng Hòa không nhịn được bật cười nói, đứa nhỏ này, ngoại trừ cái miệng ra thì con được cái gì? Cao Liêm Minh nói, cái này ba cũng không thể trách con, là ba kêu con học pháp luật mà, làm luật sự thì kiếm ăn dựa vào cái miệng thôi, đúng rồi, con có một tin tức tốt muốn tuyên bố với ba. Cao Trọng Hòa nói, tin tức tốt gì? Cao Liêm Minh nói, Ủy ban Thể dục Nam Tích chính thức mời con về làm cố vấn pháp luật cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Hải lần thứ 12, con đã đồng ý rồi, vài ngày nữa con sẽ đến Nam Tích làm việc. Cao Trọng Hòa có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, theo ông ta thấy chuyện này khẳng định là có liên quan đến Trương Dương. Trương Dương cười cười, trong lòng thầm mắng Cao Liêm Minh nói chuyện mà không phân biệt trường hợp, cái này không phải là muốn đẩy mình chết sao. Nhưng mà hắn nghĩ đi nghĩ lại, Cao Liêm Minh làm như vậy là có mục đích. Khẳng định là Lão Gia Tử của hắn có dự định khác, Cao Liêm Minh nói ra chuyện này dưới tình huống này, chính là buộc ông già của hắn tỏ thái độ. Cao Trọng Hòa nhìn Trương Dương một chút rồi lại nhìn con trai của mình, ông gật đầu tốt, Tiểu Trương, cậu giúp tôi trông chừng nó, thằng nhỏ này ở nước Mỹ lâu, bị ảnh hưởng của chủ nghĩa tự do nghiêm trọng, ngàn vạn lần đừng để nó làm hỏng việc của cậu. Cao Liêm Minh không ngờ rằng ba lại dễ dàng đáp ứng như vậy, hắn vô cùng vui, nói, ba yên tâm, lần này con đến Nam Tích. Nhất định làm cho ba nở mặt. Cao Trọng Hòa nói, chỉ cần làm việc đến nơi đến chốn, thành tích thế nào cũng không quan trọng, mấy đứa con trẻ, còn có cơ hội. Trương Dương xuống xe ngay gần khu nhà Cẩm Hương Hà, ở dưới lầu gọi điện cho Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng biết hai ngày nay Trương Dương bận rộn xử lý chuyện của Liễu Ngọc Oánh, cho nên cũng không quấy rối hắn, nghe nói hắn đang ở dưới lầu, liền vui mừng nói, em xong rồi à? Trương Dương nói, xong rồi, còn chưa ăn gì. Chị Giai Đồng có nhã hứng đi ăn với em một chút không? Em đang ở đâu? Ở dưới lầu nhà chị. Cố Giai Đồng cầm lấy điện thoại đi ra sân thượng, nhìn xuống phía dưới, thấy Trương Dương đang đứng xa xa dưới ánh đèn,
đang nhìn lên bên này, cô không khỏi nở nụ cười, em chờ chị một chút, chị thay quần áo. Cố Giai Đồng thay đồ xong liền rời khỏi khu nhà Cẩm Hương Hà, Trương Dương vẫn còn đứng tại chỗ, đêm hôm nay có tuyết rơi nhẹ, Cố Giai Đồng mặc một cái áo bông màu hồng, quần jean màu xanh, một đôi giày bó màu đen, cô còn đặc biệt mang cho Trương Dương một cái áo lông màu xanh lam, cái này cô mua được lúc dạo phố ngày hôm nay. Cố Giai Đồng cẩn thận săn sóc làm cho Trương Dương cảm thấy rất ấm áp, tuy rằng hắn không thấy lạnh, nhưng mà vẫn mặc áo lông vào, rất vừa người. Cố Giai Đồng cười thản nhiên nói, lúc đi dạo phố buổi chiều, nghe nói hôm nay trời trở lạnh, cho nên mua cho em một cái áo lông. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, tuyết miền Nam hẳn là không lớn, rơi xuống người cũng không gây cảm giác lạnh như ở phương Bắc. Cố Giai Đồng phủi lớp tuyết mỏng trên người, chủ động vươn tay ôm lấy cánh tay của Trương Dương. Chỉ dưới sự che giấu của màn đêm, cô mới dám biểu lộ tình cảm của mình. Mỗi khi đến lúc này, Trương Dương luôn cảm thấy một sự áy náy. Trương Dương áy náy ở chỗ hắn không thể nào cho Cố Giai Đồng một tình yêu quang minh chính đại, không chỉ đối với Cố Giai Đồng, mà đối với Tần Thanh, đối với Hải Lan, đối với Hà Hâm Nhan, đối với Hồ Nhân như tất cả đều như nhau. Khi hắn đến thời đại này càng lâu, hắn càng lý giải đối với quan niệm đạo đức và hôn nhân gia đình của thời đại này hơn. Hắn thật sự ý thức được mình đã mang đến cho những người phụ nữ này những phiền phức rất lớn, tuy rằng các nàng không hề chủ động nhắc đến chuyện hôn nhân, nhưng không có nghĩa là trong lòng các nàng không thèm nghĩ đến. Mỗi một phụ nữ đều mong muốn có một chốn về hạnh phúc cả, Tần Thanh đem tất cả tinh lực của mình để vào trong con đường làm quan, Hải Lan thì đã thấy rõ chuyện tình cảm, Hà Hâm Nhan, Hồ Nhân Như thì tận sức tận lực vì sự nghiệp, còn Cố Giai Đồng thì bởi vì một cuộc hôn nhân thất bại, cho nên đã nảy sinh sợ hãi đối với hôn nhân. Thế nhưng Trương Dương rất rõ, tất cả những điều này đều là viện cớ, các nàng vì muốn tránh gây phiền phức cho hắn, nếu có thể, ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, cùng người mình yêu sống suốt đời, trong điểm này thì bản thân hắn là một kẻ ích kỷ không thể nghi ngờ nữa. Trương Dương đa tình vì hắn trêu chọc nhiều nợ tình, những nợ tình này ngay cả hắn cũng không biết cách nào để trả hết, Trương Đại Quan Nhân âm thầm nghĩ, cùng lắm thì sau này tìm một thế ngoại đào nguyên ngăn cách, xây vài căn nhà, mang tất cả các bà vợ qua đó. Cái luật hôn nhân chó má gì đó, cái gì mà ánh mắt thế tục, lão tử ta mặc kệ hết, ta vốn đến từ xã hội phong kiến, ta muốn xây bao nhiêu phòng thì xây bao nhiêu phòng. Nhưng cái này chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn muốn, nhưng người khác chưa chắc đã muốn, nếu như Sở Yên Nhiên có thể chấp nhận để cho hắn phân năm xẻ bảy tình cảm, thì giữa hai người sẽ không xuất hiện sự kiện chia tay. Cố Giai Đồng tựa vào lòng của Trương Dương chậm rãi đi dạo trên đường, đèn đường rất mờ, trên đường tuyết rơi cũng có ít người. Nhưng mà trong nội tâm của Cố Giai Đồng lại cảm thấy ấm áp, chỉ cần ở cùng một chỗ với Trương Dương, thì chỗ đó chính là nơi ấm áp an toàn nhất, ý chí của người đàn ông này có thể che chở cho cô tất cả. Đang nghĩ gì thế? Cố Giai Đồng nhẹ giọng hỏi. Trương Dương hít vào một hơi không khí lạnh, cười nói, em đang nghĩ là nên ăn món gì? Cố Giai Đồng cười nói, em đó, buổi tối kêu chị xuống đi ăn, mà lại không biết nên ăn món gì. Trương Dương nói, chị dành Đông Giang hơn em. Chị nói xem chúng ta nên đi ăn chỗ nào. Cố Giai Đồng ôm sát cánh tay của hắn, nói, đã trễ như vậy rồi thì chỉ còn quán đậu lao Ma Cao ở đường Minh Tây là còn mở cửa thôi, mà mùi vị ở đó hơi đặc biệt một chút. Trương Dương cười nói, chỉ cần ở cùng một chỗ với chị, ăn cái gì cũng như nhau thôi. Cố Giai Đồng cười hì hì nói, thật là biết nói, làm quan càng lớn, miệng mồm càng ngọt. Trương Dương đưa miệng qua nói, cho chị nếm thử là ngọt hay không nhé. Cố Giai Đồng cười né qua, Trương Dương đuổi một hồi rồi kéo cô vào lòng, hung hăng hôn xuống. Không lâu sau, tuyết tự nhiên lớn lên, đã bắt đầu đọng thành một tầng mỏng trên mặt đất, không biết là bởi vì do khí trời lạnh lùng hay là do ngượng ngùng, mà mặt cười của Cố Giai Đồng đỏ bừng lên, thoạt nhìn giống như một trái táo chín. Cô ôm lấy cánh tay C3 đơn vị thiên văn Trương Dương, nhẹ giọng nói, nếu như em có thể cùng chị đi đến nước Mỹ, chúng ta có thể đi đến quảng trường thời đại, có thể đi Hollywood. Có thể đi đến Alaska ngắm tuyết, còn có thể đi Hawaii xem biển, đôi mắt đẹp của Cố Giai Đồng tràn ngập sự hưng phấn. Giống như những ánh sao giữa bầu trời đêm. Trương Dương cười nói, được, em hứa với chị, chờ sau khi em lo xong đại hội tỉnh, nhất định sẽ cùng chị đến Mỹ, cùng chị ngắm tuyết ngắm biển. Cố Giai Đồng nói, một lời đã định. Trương Dương vui vẻ nói, nam tử Hán đại trượng phu, một lời nói ra, cái gì mã cũng nan truy. Bởi vì tuyết rơi. Cho nên quán đậu lao Ma Cao vô cùng vắng khách, Trương Dương và Cố Giai Đồng chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Lúc Cố Giai Đồng gọi món, Trương Dương nhận được một cú điện thoại,
điện thoại là do La Tuệ Trữ gọi đến, giọng nói của bà ta tràn ngập sự thân thiết, Trương Dương sao? Trương Dương nghe được âm thanh của La Tuệ Trữ, trong lòng không khỏi có chút kích động, từ khi biết được tin tức vợ chồng Văn Quốc Quyền muốn đến Bình Hải, hắn vẫn luôn suy nghĩ, không biết La Tuệ Trữ có liên hệ với hắn không, ở trong nội tâm của hắn luôn rất coi trọng tình cảm mẹ con này. Mẹ nuôi, với trình độ tu luyện tâm tính của Trương Đại Quan Nhân mà lúc này cũng không khỏi có chút kích động. La Tuệ Trữ nhẹ giọng nói, Trương Dương, gần đây có khỏe không? Trương Dương cười nói, nhờ phúc của mẹ nuôi, con rất tốt. La Tuệ Trữ nói, buổi sáng ngày mai mẹ và ba nuôi của con sẽ đến Bình Hải tiến hành khảo sát 3 ngày, nếu con có thời gian, có thể bớt chút thời gian đến Đông Giang gặp mặt ba mẹ, nếu thật sự không rảnh thì đến Lam Sơn cũng có thể. Trương Dương nói, con đang ở Đông Giang, mẹ đến rồi thì gọi điện cho con đến gặp mẹ trước. La Tuệ Trữ nghe được Trương Dương nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, bà phát hiện ra tình cảm mẹ con của bà và Trương Dương không hề bị bất hòa do thời gian. La Tuệ Trữ buông điện thoại xuống, lúc này Văn Quốc Quyền cũng đi đến bên cạnh, thấp giọng nói, trễ như vậy rồi, còn gọi điện cho ai thế? La Tuệ Trữ cười nói, Trương Dương. Nghe thấy là tên của Trương Dương, vùng lông mày của Văn Quốc Quyền hơi nhíu lại, ông ngồi xuống bên cạnh vợ, nhẹ giọng nói, đã lâu rồi không gặp thằng nhóc này. Gần đây nó đang làm cái gì? La Tuệ Trữ nói, đến Ủy ban Thể dục ở Nam Thích, làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, bây giờ phụ trách công tác tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Hải lần thứ 12. Văn Quốc Quyền cười nói, nó cũng có năng lực đấy. La Tuệ Trữ nói, Quốc Quyền, thật ra phẩm hạnh của Trương Dương không xấu, nó chỉ là có tính hơi xúc động một chút. Văn Quốc Quyền nói, tôi nói phẩm hạnh của nó không tốt khi nào. Thằng nhóc này thật đúng là biết chọc phiền phức, chuyện nhà của Tần Hồng Giang nó cũng hỏi đến, nó đoạt lấy cháu ngoại của Tần Hồng Giang, dựa vào cái gì chứ? Người nhà Tần gia không thấy cháu ngoại đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nó, còn nghi ngờ nó có liên quan đến việc Tần Manh Manh mất tích. Nói đến chuyện này, La Tuệ Trữ không khỏi nhíu mày, bà có chút hờn giận nói, Trương Dương mang Tần Hoan đi là không sai, nhưng mà người nhà họ Tần không thừa nhận Tần Hoan là cháu ngoại trong nhà. Bọn họ cho rằng Tần Chấn Đông là do Tần Manh Manh giết chết, cho nên muốn Tần Hoan, mục đích là muốn dùng Tần Hoan làm mối áp chế Tần Manh Manh. Văn Quốc Quyền nói, đó là chuyện nhà Tần gia, Trương Dương cũng tốt, chúng ta cũng tốt, tất cả đều là người ngoài, chúng ta không thể can thiệp vào chuyện nhà người khác. La Tuệ Trữ nói, tôi không rõ, Tần Chấn Đông là con trai của bọn họ, nhưng mà Tần Manh Manh cũng là con gái của bọn họ, Tần gia vì sao lại coi con gái như là kẻ thù. Văn Quốc Quyền nói, con gái giết con trai, bà bảo bọn họ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. La Tuệ Trữ nói, cuối cùng tôi luôn cảm thấy rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Văn Quốc Quyền nói, thu hồi lòng hiếu kỳ của bà lại, chuyện nhà người ta không đến lượt bà hỏi. La Tuệ Trữ nói, Quốc Quyền, tôi biết Trương Dương trong chuyện này đã làm cho ông khó xử, nhưng mà nó dù sao cũng là con nuôi của chúng ta. Lúc đầu Tần gia đá nó ra khỏi hạng mục sân bay mới Giang Thành, có phải là có vẻ quan báo tư thù không? Bọn họ làm khó Trương Dương, mặt mũi của chúng ta cũng chịu nhục, vì sao ông không nói giúp cho Trương Dương một câu? Trên mặt của Văn Quốc Quyền hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, ông vỗ vỗ bàn tay của La Tuệ Trữ, chuyện trong chính trị, rất khó giải thích, động tác khẽ của ông ý là không muốn nói, cho dù nói ra bà cũng không hiểu đâu. Làm vợ chồng nhiều năm, La Tuệ Trữ làm sao mà không rõ ý của chồng, bà nhẹ giọng nói, tôi biết ông cũng khó xử, lão Tần có lực ảnh hưởng lớn trong quân đội, ông không muốn vì chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí với ông ta, nhưng mà Tần gia quả thật có chút quá đáng trong chuyện của Trương Dương. Văn Quốc Quyền cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, nói cách làm của lão Tần không thấp như vậy, chuyện này hẳn là không phải do một mình lão Tần tự mình ra tay, có lẽ là do người nhà của ông ta. La Tuệ Trữ nhìn chồng, đợi ông ta nói tiếp. Văn Quốc Quyền nói, Trương Dương xông vào đại viện quân khu, cướp lấy Tần Hoan từ trong tay của Tần gia, chuyện này giống như đã đánh vào mặt của Tần gia một cái bạt tai vậy, Tần gia có thể giữ bình tĩnh, nguyên nhân lớn nhất cũng là do Trương Dương có quan hệ với chúng ta, trong điểm này, chúng ta không thể nói được, Tần Chấn Đông bị giết chết, Tần Manh Manh thì biến mất. Tần gia xảy ra việc như vậy, bọn họ khẳng định là phải tìm một đối tượng để phát tiết, Trương Dương không may trở thành người này, tôi thừa nhận, trong chuyện sân bay mới ở Giang Thành. Tôi đã không can thiệp nhiều, thứ nhất tôi không muốn xung đột hòa khí với lão Tần, thứ hai tôi cục giận này trước sau gì họ cũng trút ra thôi, đá Trương Dương ra khỏi sân bay mới Giang Thành, tôi không hé răng, coi như đã cho họ mặt mũi rồi, nếu bọn họ mà còn tiến thêm một bước làm ra chuyện quá đáng,
như vậy là không nể mặt của tôi. Cùng lắm thì tôi cũng sẽ có lý do can thiệp, có đôi khi, để cho người trẻ tuổi chịu khổ một chút cũng không phải là chuyện xấu. La Tuệ Trư im lặng không nói gì cả. Văn Quốc Quyền nói, chỉ là tôi thật không ngờ, Trương Dương lại nhanh chóng được phân công, Kiều Trấn Lương quả nhiên là rất có ánh mắt. La Tuệ Trư nhẹ giọng nói, ông nói là Kiều Trấn Lương đã phân công cho Trương Dương. Văn Quốc Quyền nói, lúc trước tôi cho rằng hắn ta bởi vì quan hệ của Kiều Lão, cho nên con đường làm quan mới thuận lợi như vậy, nhưng bây giờ xem ra, thủ đoạn chính trị của hắn cũng cao minh lắm. La Tuệ Trư thở dài nói, nghe thấy hai chữ chính trị này thì tôi lại đau đầu, con trai A của ông đang yên đang lành lại đột nhiên phải đổi nghề, cũng không biết nó đang nghĩ gì nữa. Văn Quốc Quyền nói, nó thật sự muốn chuyển nghề, thì cứ để nó đi, tôi đã suy nghĩ rồi, để cho nó đi Tân Cương rèn luyện, ở Kinh Thành lâu, trở thành một công tử chỉ biết chơi bời, cứ tiếp tục như vậy, sau này nó rất khó mà làm được cái gì. La Tuệ Trư cất tiếng nói, ông thật sự muốn đưa nó đến Tân Cương. Ông thật tàn nhẫn, chúng ta chỉ có hai người con gái thì thành như vậy, đứa con trai thì ông lại muốn đưa ra biên cương, ông có suy nghĩ đến cảm thụ của tôi không? Nói đến đây, trong lòng của La Tuệ Trư liền nổi lên một trận khổ sở, bà thậm chí còn cảm thấy rằng mình không có được hạnh phúc vui sướng của một gia đình bình thường. Văn Quốc Quyền cầm lấy tay của La Tuệ Trư, nói Tuệ Trư, mẹ hiền sinh con hư, lúc trước tôi vẫn cho rằng Hạo Nam rất thành thục, nhưng mà trải qua chuyện của Tần Manh Manh, tôi mới biết được rằng trong tình cảm nó rất yếu đuối đến nỗi không chịu được một đòn, một nam tử Hán, vì chuyện tình cảm mà sa sút tinh thần thành bộ dạng này, đứa nhỏ như vậy làm sao mà thành đại sư. Bà cũng nói qua, Tiểu Linh đã như vậy, tôi không muốn đứa con trai của chúng ta cũng trở thành một phế vật, nó thiếu rèn luyện, đưa nó đến biên cương, rời khỏi chốn yên vui kinh thành này, để cho nó rèn luyện tự lập, tôi tin rằng nó sẽ có cảm ngộ của mình. Vành mắt của La Tuệ Trư đỏ lên, Quốc Quyền, tôi chỉ muốn có một cái nhà hoàn chỉnh. Văn Quốc Quyền nói, con cái lớn rồi, nên đi thì cuối cùng cũng phải đi, không phải do chúng ta muốn giữ là có thể giữ được. Lúc này Văn Hạo Nam đã trở về, bên ngoài gió tuyết rất lớn, hắn cởi áo khoác ra treo lên móc ngoài cửa, cười nói, ba mẹ. Hai người ngày mai không phải đi sao? Tại sao bây giờ còn chưa đi ngủ? La Tuệ Trư thấy con trai, không khỏi có chút thương tâm, lặng lẽ xoay người lau đi nước mắt, nhưng hành động rất nhỏ của bà cũng không thể tránh thoát được con mắt của Văn Hạo Nam. Văn Hạo Nam đi đến, ôm lấy bờ vai của mẹ, mẹ, mẹ khóc à? La Tuệ Trư lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có gì, đang nói chuyện với ba con về việc con chuyển nghề. Văn Hạo Nam cười nói, thì ra là chuyện này, ba, con đã suy nghĩ rồi, con tiếp nhận đề nghị của ba, đi đến chỗ mà Tổ quốc cần con nhất, con đi Tân Cương. La Tuệ Trư khẩn trương cầm lấy tay của con trai, Hạo Nam, nếu như con đi đến nơi đó, thì bao lâu mẹ mới được gặp con một lần? Văn Hạo Nam cười nói, mẹ, con cũng không phải là con nít, hơn nữa, đến Tân Cương chứ đâu phải đi ra nước ngoài, nếu như mẹ nhớ con, gọi một cú điện thoại là con bay trở về bên cạnh mẹ ngay. La Tuệ Trư nói, nhưng mà một mình con đến Tân Cương, bên cạnh không có ai chăm sóc cả. Văn Hạo Nam nói, bây giờ không có nghĩa là sau này không có, nghe nói mấy cô gái Mông Cổ xinh lắm, con đến Tân Cương mang về cho mẹ một cô con dâu Mông Cổ có được không? La Tuệ Trư không nhịn được cười, chỉ là nghĩ đến việc con trai phải xa mình, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Văn Quốc Quyền nói, khi còn trẻ đi ra ngoài một lần cũng không phải là chuyện xấu, không trải qua mưa gió, thì không thể nào làm người lớn được. Tuyết miền Nam rất là ôn nhu, nhẹ nhàng không gây tiếng động, lấy mưa xuân để hình dung cho tuyết miền Nam cũng cực kỳ thỏa đáng. Trương Dương nâng ly rượu lên, nhìn dung nhan xinh đẹp của Cố Giai Đồng. Thâm tình nói, chúc hành trình đến nước Mỹ của chị thuận lợi. Cố Giai Đồng cười nói, ngày mai chị đến Thượng Hải, sau khi thu xếp xong công việc ở đó, thì Chư Xê tiếp bay đến Mỹ, lễ Giáng sinh năm nay sẽ trải qua ở Mỹ, cô chạm ly với, uống cạn rượu trong ly. Trương Dương nói, Tết âm lịch có trở về không? Cố Giai Đồng lắc đầu nói, phỏng chừng là không về, chỉ còn muốn đi tham quan mấy nhà mấy thuốc lớn ở nước Mỹ, khảo sát thiết bị của bọn họ, nếu như thuận lợi. Trước Tết Nguyên Tiêu có thể trở về, đến lúc đó chị sẽ cùng em ăn Tết. Trương Dương cười nói, chỉ sợ em còn phải nhường chỗ, chị còn phải gặp ba chị nữa. Cố Giai Đồng nói, cũng may còn có Minh Kiện ăn Tết với ba, nhắc đến em trai, Cố Giai Đồng nhớ đến một việc, đúng rồi, Thường Hải Tâm đã từ chối hợp tác với Lam Hải, rốt cục là có nguyên nhân gì? Trương Dương nói, chuyện cụ thể thì em không rõ ràng, chị cũng biết đấy, trung tâm tin tức em đã giao quyền cho cô ấy.
có thể là cô ấy thấy Lam Hải không thích hợp. Cố Giai Đồng nhìn Trương Dương một cách ý tứ, giữa em và Thường Hải Tâm có vấn đề gì không đấy? Trương Đại Quan Nhân làm vẻ mặt ngạc nhiên, thật ra hắn cố ý làm ra vẻ mặt này để che giấu sự chột dạ, chị Giai Đồng, chị xem em là ai thế? Em là cái loại gặp người nào là yêu người đó sao? Cố Giai Đồng vươn chân ra đá cho Trương Dương một cái, thấp giọng nói, em còn dám nói mình không phải sao? Trương Dương cười nói, em và Hải Tâm là thuần khiết, em và cô ta là bạn học, em xem cô ta là bạn, lúc nói những lời này, Trương Đại Quan Nhân không khỏi nhớ đến buổi tối ngày hôm nay ấy hắn chui vào trong chăn của Thường Hải Tâm, cảm mùi vị mê hồn ấy đến bây giờ vẫn còn khó quên, chỉ thiếu một chút nữa, quan hệ của hắn và Thường Hải Tâm chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cố Giai Đồng nói, đại khái là do Minh Kiện dọa Hải Tâm, đứa nhỏ Minh Kiện này trong chuyện tình cảm từ trước đến giờ đều không xử lý tốt, chị vốn cho rằng nó và Liễu Duyên đã xác định quan hệ rồi, nói đến đây, cô ngẩng đầu nhìn Trương Dương, đàn ông tụi em có phải tất cả đều như thế không? Đang cầm chén mà cứ nhìn chằm chằm vào trong nồi. Trương Đại Quan Nhân nói, đều là họa của chủ nghĩa cộng sản cả. Cố Giai Đồng nói, cái này có liên quan gì đến chủ nghĩa cộng sản? Trương Dương nói, có được nhiều người, phân phối theo nhu cầu, loại năng lực giống như em, nếu như phân phối theo nhu cầu, thì ít nhất cũng phải cho một nhóm nương tử quân, chị nói em có phải là Hồng Thường Thanh chuyển thế không? Cố Giai Đồng tức giận đá cho hắn thêm một cái, bớt nói xấu về con đường cách mạng của chúng ta, chị nhìn em, căn bản là bị tư tưởng phong kiến quấy phá, nếu như có kiến trước, kiếp trước của em nhất định là một lão địa chủ thế thiếp thành đàn. Trương Dương nói rất nghiêm túc, Giai Đồng, kiếp trước em là một bác sĩ, em chưa từng kết hôn, thật đấy. Lúc Trương Đại Quan Nhân nói thật thì thường thường chẳng ai tin tưởng cả, Cố Giai Đồng cười hì hì, cô gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng của Trương Dương, em đó, không bao giờ chịu nói thật cả. Trương Đại Quan Nhân có cảm giác khóc không ra nước mắt, không phải là hắn không thích nói thật, mà vấn đề là khi hắn nói sự thật, người khác lại coi như là hắn đang nói giỡn, vào thời đại tùy, hắn là bác sĩ thật mà, là một thanh niên chưa kết hôn. Tuy rằng thường xuyên ngủ trên gối mỹ nhân, thế như Trương Nhất Trâm chưa từng kết hôn bao giờ cả. Chương 590, phòng tuyến tan vỡ. Tống Hoài Minh không đem chuyện của Huệ Cường nói cho Liễu Ngọc Oánh biết, trước đấy ông cũng đã nói rõ với Cao Trọng Hòa rồi, chuyện này cần phải xử lý kín đáo, để cho Trương Dương đi xử lý, là vì để gây tâm tình khủng hoảng cho lãnh đạo cấp tỉnh, vợ đang trong thời gian khôi phục, Tống Hoài Minh không muốn Liễu Ngọc Oánh vì chuyện này mà cảm thấy kinh hoàng. Nếu như bà ấy biết chuyện này là một vụ trả thù, thì sợ rằng trong lòng sẽ có ám ảnh rất lớn. Sau khi Trương Dương trị liệu cho Liễu Ngọc Oánh xong, thì vết sưng tấy trong tử cung của bà cũng hoàn toàn biến mất, các chỉ số sinh lý của thai nhi cũng đều bình thường, tinh thần của Liễu Ngọc Oánh rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Bà kêu Trương Dương mở rèm cửa sổ ra nhìn, tuyết vẫn còn đang rơi ở bên ngoài, từ khi Tống Hoài Minh đến Đông Giang làm việc, Liễu Ngọc Oánh rất ít khi nào nhìn thấy tuyết lớn như vậy. Bà nhẹ giọng nói, lúc ở Tĩnh An mùa đông thường xuyên có tuyết rơi, mùa đông ở Đông Giang mưa nhiều hơn. Trong ấn tượng của dì hình như vậy chưa từng có tuyết rơi lớn như vậy. Trương Dương nói, tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, xem ra sang năm là một mùa thu hoạch tốt. Liễu Ngọc nói, sang năm là năm chuột, đứa nhỏ này sinh ra không biết là trước Tết hay sau Tết. Trương Dương cười nói, trước Tết là heo, sau Tết là chuột, tuổi heo thì may mắn hơn. Liễu Ngọc Oánh mỉm cười nói, dì không tin tưởng mấy cái này, chỉ cần bình an là tốt rồi. Trương Dương gật đầu tán thành, lúc này Kiều Mộng Viện cũng mang canh gà đến, trên thân thể của cô có dính không ít tuyết, Trương Dương đỡ lấy hộp canh gà cho cô, Kiều Mộng Viện cởi áo khoác ra, lấy mũ xuống, chà chà hai tay nói, thật lạnh. Liễu Ngọc Oánh nói, Mộng Viện, tuyết lớn như vậy thì con đừng tới. Kiều Mộng Viện cười nói, con mang canh gà đến cho dì, để tăng cường dinh dưỡng. Thân thể cũng khôi phục nhanh một chút. Liễu Ngọc Oánh nói, dì đã khỏe rồi, dự định chờ ngày mai tuyết ngừng rơi thì xuất viện. Kiều Mộng Viện nói, bác sĩ nói không sao chứ. Trương Dương cười nói, là tôi nói. Kiều Mộng Viện nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ nếu là hắn nói không sao, thì hẳn là không sai. Lúc này Tống Hoài Minh cũng đi đến phòng bệnh, ông vừa mới rời khỏi cuộc họp thường ủy, tranh thủ thời gian đến thăm vợ một cái, Trương Dương thấy Tống Hoài Minh đến. Lập tức đứng dậy ra về. Tống Hoài Minh nói, chú lập tức đi ngay, Trương Dương, con ở bên ngoài chờ chú một chút. Trương Dương gật đầu, cùng Kiều Mộng Viện đi ra ngoài cửa, hắn vốn dự định nói vài câu với Kiều Mộng Viện, nhưng mà Kiều Mộng Viện đã vội vã chạy về hướng của mẹ,
Trương Dương nhìn bóng lưng của Kiều Mộng Viện mà đột nhiên buồn vô cớ, cảm thấy rằng cô nàng này đang lẩn tránh mình. Tống Hoài Minh giúp vợ ăn canh gà, đút từng muỗi, Tống Hoài Minh nhìn chồng, vánh mắt bỗng nhiên đỏ lên, mấy năm nay ít khi nào thấy chồng quan tâm mình như vậy, từ biểu tình của vợ Tống Hoài Minh đã biết được vợ đang suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng nói, mấy năm nay, anh bận việc, đối với em sơ sót, sau này, anh nhất định sẽ bồi thường cho em nhiều hơn. Liễu Ngọc Oánh nói, anh là người đứng đầu một tỉnh, không thể chỉ ở trong cái nhà nhỏ của chúng ta được, Bình Hải còn có rất nhiều việc cần anh đi xử lý, em hiểu mà, Hoài Minh, em đã khỏe rồi, anh mau chóng đi làm đi. Tống Hoài Minh gật đầu nói, Ngọc Oánh, Phó Tổng Lý Văn ngày hôm nay sẽ đến Đông Giang, tiến hành phỏng vấn khảo sát ở Bình Hải, ba ngày nay anh phải đi cùng toàn bộ hành trình, em tạm thời không nên xuất viện, chờ anh bận xong chuyện này chúng ta trở về nhà có được không? Liễu Ngọc Oánh cười nói, anh yên tâm đi, công tác quan trọng hơn, em ở chỗ này, bác sĩ y tá chăm sóc em rất chu đáo, hai ngày nay tuyết vẫn còn rơi, em cũng không tiện xuất viện. Tống Hoài Minh mấp máy miệng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Liễu Ngọc Oánh, thâm tình nói, ủy khuất cho em. Liễu Ngọc Oánh nắm lấy bàn tay của Tống Hoài Minh, vuốt ve lòng bàn tay trên khuôn mặt của mình, không có ủy khuất gì cả, em thấy kiêu ngạo vì anh. Sở dĩ Tống Hoài Minh giữ Trương Dương lại, cũng là muốn nói với hắn về chuyện của Huệ Cường, ý của Tống Hoài Minh rất rõ ràng, ông không muốn chuyện Huệ Cường tìm người hãm hại Liễu Ngọc Oánh gây ra sóng gió gì cả, Trương Dương đương nhiên thì không có bất luận vấn đề gì rồi. Hắn thấp giọng nói, Chu Tống, con cảm thấy chuyện của Huệ Cường hẳn là nên chú ý một chút, trong quan trường kiên trì lý niệm của mình sẽ khó tránh khỏi việc đắc tội với người khác, bên trong khẳng định có một số người vì chuyện như vậy mà sinh ra hận ý. Ra tay trả thù. Tống Hoài Minh cảm thán nói, thật ra nếu đã bước vào con đường làm quan thì nên có chuẩn bị tâm lý, chúng ta không có khả năng xử lý chu đáo, sợ đắc tội với người khác thì không thể làm nên đại sự, đảng đặt chúng ta vào vị trí này, chính là muốn chúng ta phải chịu trách nhiệm, không ngại mạo hiểm. Trương Dương gật đầu nói, đối với người như Huệ Cường không thể nương tay, lần này nương cơ hội giết gà dọa khỉ, làm cho đám đạo trích kia không dám có chủ ý với người nhà của chúng ta nữa. Tống Hoài Minh cười cười vỗ vỗ vai của Trương Dương, nên lấy đại cục làm trọng thì hơn, không thể vì một chuyện như vậy mà tạo thành khủng hoảng tâm lý, chú còn có chuyện quan trọng, phải đi trước, đúng rồi, có thời gian đến nhà ăn cơm, tuy rằng Tống Hoài Minh nói rất bình thản, nhưng mà trong những lời này lại ẩn chứa một ý nghĩa rất lớn, đại biểu rằng ông không vì chuyện của con gái mà có ý kiến gì với Trương Dương cả. Tống Hoài Minh là một người rộng rãi, tuy rằng ông rất bao che khuyết điểm, nhưng mà cũng ý thức được chuyện tình cảm của tụi trẻ cũng không phải do ông có thể miễn cưỡng, càng không thích hợp để ông nhúng tay vào, cứ theo như lời vợ nó, chuyện của Trương Dương và con gái căn bản là vấn vương không dứt, sau này hai đứa sẽ phát triển thế nào còn chưa biết, ông chỉ là cha thì cần gì phải nhúng tay vào. Sau đó Trương Dương cũng rời khỏi bệnh viện nhân dân tỉnh, hoa tuyết đã nhỏ đi nhiều, nhưng mà vẫn còn rơi nhiều như trước, mấy chiếc xe taxi có vẻ khá là đắt khách, Trương Dương đứng bên đường hơn 10 phút rồi. Mà không thấy chiếc taxi nào tấp vào cả, xe buýt công cộng thật ra thì có một chiếc, số 22, dừng ngay trạm tại Nam Quốc Sơn Trang, Trương Dương theo đoàn người đi lên xe, khi hắn đến thời đại này, rất ít khi nào lên xe buýt ngồi cả. Trong xe buýt chật không thể chịu nổi, Trương Đại Quan Nhân sau khi lên xe xong liền có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy thì không bằng đi bộ qua, từ nơi này đến Nam Quốc Sơn Trang ít nhất cũng 7 cây số, nếu như thi chuyển khinh công đạp tuyết vô ngân, thì cũng không tốn mấy sức. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, trong xã hội hiện thực này không có khả năng không để ý đến ánh mắt của người khác, nếu như hắn thật sự thi triển khinh công ngay trên đường đi, thì chỉ sợ là người ta sẽ coi hắn như là quái vật mất thôi. Trương Dương lên xe không lâu liền cảm thấy một cô gái kề sát mình, cô gái này ăn mặc cũng khá xinh đẹp, trên người có mùi nước hoa, khá là nồng, đây là loại nước hoa giá rẻ, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy có vẻ không ổn, hắn biết bây giờ chị An trên xe buýt rất là bất ổn, bình thường hay có móc túi qua lại. Hắn nghiêng người qua một bên, giữ khoảng cách với cô gái kia một chút. Cô gái hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua gái đẹp à? Lưu manh! Trương Đại Quan Nhân thật sự là dở khóc dở cười, mẹ nó, sao cô không đi kiếm cái gương và miếng đậu hũ đi, soi gương xong rồi đập đầu vào miếng đậu hũ cho rồi. Tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng ngoài miệng không nói lời nào, hảo nam không đấu với nữ mà. Thấy Trương Dương không thèm phản ứng mình. Cô gái cũng cảm thấy không có ý nghĩa, cô ta nhích đến gần một người trung niên ục ịch, người trung niên kia cảm thấy được cơ thể mềm mại của cô gái dựa vào người mình, có vẻ có chút hưởng thụ, lúc này phía trước gặp đèn đỏ, xe buýt chợt dừng lại, cô
cô gái kêu a một tiếng, toàn bộ thân thể liền dựa vào người của người đàn ông trung niên kia. Trương Dương thấy rất rõ ràng, ngón tay của cô gái kia chợt lóe lên, mở cặp sách của người trung niên ấy ra, sau đó nhanh chóng móc ra cái bóp tuyền. Xem ra dự cảm của mình không sai, cô gái này là một kẻ móc túi. Xe buýt tiếp tục đi tới, người trung niên kia vẫn hồn nhiên không biết gì, bên cạnh cũng có không ít người thấy, chỉ là chẳng ai hé răng cả. Trương Dương nhíu nhíu mày, thấy cô gái tiếp tục nhích về bên trái, lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Xe buýt rốt cục đã đến trạm, cô gái liền đi xuống xe, lúc đi qua bên người của Trương Dương, bị Trương Dương chụp lấy cổ tay, cô gái hét lớn, anh làm gì thế? Giữa ban ngày muốn giở trò lưu manh à? Trương Dương cười lạnh nói, tôi có lưu manh cũng không lưu manh với cô, mau đưa những thứ trộm được giao ra đây cho tôi. Cô gái hét ầm lên, đồ lưu manh, anh nói cái gì? Anh sờ mông tôi, còn có gan nói lời này. Mọi người trên xe bắt đầu xem náo nhiệt, nhưng mà không ai đứng ra hỗ trợ cả, tất cả quần chúng đều tự cho rằng, ngay cả người trung niên bị móc túi kia, tất cả đều làm ra cái vẻ không liên quan đến mình. Tài xế không nhịn được nói, có việc thì xuống dưới nói, tôi còn phải lái xe. Trương Dương phát hiện ra nhân tình bây giờ vô cùng lạnh lùng, hắn lớn tiếng nói, mọi người kiểm tra lại xem mình đã mất cái gì. Các hành khách lúc này mới kiểm tra túi sách tùy thân, có mấy người phát hiện ra bị mất đồ, lúc này mới kinh hô lên. Cô gái liều mạng giãy giụa, Trương Dương cười lạnh nói, còn muốn chạy, không dễ vậy đâu. Lúc này có một âm thanh trầm thấp vang lên, mẹ kiếm, dám giở trò với vợ của tao, mày không muốn sống rồi. Một gã đàn ông vừa đen vừa cao bước đến, nhấc chân đạp về hướng của Trương Dương, không gian bên trong xe rất nhỏ hẹp, Trương Dương lôi cô gái kia, nhảy xuống từ cửa xe. Gã đàn ông kia đạp vào khoảng không, rồi cũng nhảy xuống xe theo, mấy hành khách bị mất đồ cũng nhảy xuống theo. Tài xế thấy mấy người này xuống xe, tự nhiên đóng cửa xe lại, lái xe buýt chạy đi, giống như là chuyện này không hề liên quan đến ông ta vậy. Cô gái chửi ầm lên, lưu manh, nói còn chưa dứt lời đã bị Trương Dương tát cho một cái bạt tai, sau đó đẩy ngã xuống đất. Đối với loại người như vậy, Trương Đại Quan Nhân không hề thương hoa tiếc ngọc. Gã đàn ông kia hiển nhiên là đồng bọn của cô gái này, hùng hổ rút một con dao ra, giận dữ hét, mẹ kiếp, tao liều mạng với mày, ánh dao lóe lên, đâm về hướng ngực của Trương Dương. Trương Dương chụp lấy cánh tay cầm dao của hắn, vặn ngược chiều kim đồng hồ, một tiếng răng rắc vang lên, mạnh mẽ bẻ gãy cổ tay của gã đàn ông này, vốn dĩ Trương Dương không muốn nặng tay như vậy, nhưng mà tên này ra tay là sát chiêu, Trương Đại Quan Nhân đã bị chọc giận. Gã đàn ông kêu thảm rồi ngã xuống trong tuyết. Mấy người bị mất của đều đứng xa xa nhìn, tuy bọn họ bị mất đồ, nhưng bọn họ đều không dám đến gần. Rất nhanh đã có công an chạy đến chỗ này, Trương Dương đem tình huống nói rõ lại, những người mất của lúc này cũng đã dám đứng ra làm chứng. Công an lục soát lấy được những thứ ăn cắp trong người của cô gái, nhân chứng vật chứng có đủ, không cần bọn họ chống chế. Vốn công an còn muốn Trương Dương đến cục để điều tra, nhưng mà Trương Dương đem chứng minh công tác ra, hắn không có thời gian để tiêu tốn trong chuyện buồn chán này. Có nhiều người mất đồ ở đây, loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến hắn. Hắn đem số điện thoại đưa cho công an, để cho bọn họ có gì cần thì gọi điện cho mình. Hai gã công an biết hắn là chủ nhiệm ủy ban thể dục của Nam Tích, là cán bộ cấp chính sử, cho nên đối đãi cũng khách khí hơn rất nhiều, cũng không kiên trì kêu hắn về cục hỗ trợ điều tra nữa. Gã đàn ông kia ôm lấy cổ tay bị bẻ gãy, đau đến nổi cả người run lên, gã nghiếng răng nhìn Trương Dương nói, mày, nhớ kỹ cho tao. Chuyện ngày hôm nay sẽ không bỏ qua thế này. Trương Dương cười cười chẳng đáng, lời uy hiếp thì hắn đã nghe nhiều rồi, chỉ là thường thường thì người uy hiếp hắn cuối cùng đều là kẻ không may cả. Bên cạnh vang lên tiếng còi xe ô tô, Trương Dương xoay người lại nhìn, thấy bí thư ủy ban kỷ luật Lưu Diễm Hồng lái xe dừng lại chỗ này, cô ta hạ cửa sổ xe xuống, nói về hướng của Trương Dương, Trương Dương, sao thế? Trương Dương cười cười đi qua, chị Lưu, sao trùng hợp vậy? Lưu Diễm Hồng nói, lên xe đi, tôi đưa cậu đi. Trương Dương mở cửa xe ngồi xuống vị trí cạnh người lái, đem chuyện vừa rồi kể ra một lần. Lưu Diễm Hồng cười nói, cậu đó, đi đến đâu gây phiền phức đến đó. Trương Dương cười nói, cái này cũng không thể trách em, thật ra lúc tên móc túi trộm đồ, trong xe có nhiều người thấy, nhưng mà lại không ai dám đứng ra, thật không rõ cái xã hội này bị cái gì nữa, tất cả mọi người đều có mắt như mù, một chút đạo đức xã hội cũng không có. Lưu Diễm Hồng nói, có thể là sợ trả thù đấy. Trương Dương nói, từ xưa đến đây đều là ta không thể thắng chính, lẽ nào xã hội thay đổi, những lời này không còn thích hợp.
Lưu Diễm Hồng nói, được rồi, đại anh hùng, đừng nổi nóng như vậy, tôi còn có việc chưa hỏi cậu, cậu có quen thuộc với chủ nhiệm Chu Đại Niên không? Trương Dương lắc đầu nói, không quen, lúc tôi đến Nam Tích ông ta đã ngã bệnh, tôi còn chưa ngồi nóng ghế được vài ngày, ông ta đã chết, chỉ gặp qua một lần, tham gia tang lễ một lần. Lưu Diễm Hồng nói, Huệ Kích Dân khai ra một vài vấn đề, có liên quan đến Ủy ban Thể dục Nam Tích của cậu, Chu Đại Niên đã từng tặng cho ông ta 1,5 triệu, bên Nam Tích có mấy người đã tặng tiền cho ông ta rồi. Chu Đại Niên là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục đời trước của Nam Tích, ông ta tặng tiền cho cấp trên cũng không có gì ngạc nhiên cả, huống chi bây giờ Chu Đại Niên đã chết rồi, cho dù Huệ Kính Dân có khai ông ta ra, thì cũng không thể truy cứu được cái gì cả, cái mà Trương Dương quan tâm chính là những người tặng lễ khác. Lưu Diễm Hồng nói, lại nói tiếp chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ đến cậu, miệng của Huệ Kính Dân rất kín, cắn chặt không chịu nói, ông ta nghe nói tin tức con trai Huệ Cường bị bắt, phòng tuyến tâm lý nhất thời tan vỡ, ngày hôm nay đã khai ra không ít vấn đề. Trong lòng Trương Dương khẽ động, trước khi Huệ Kính Dân gặp chuyện không may là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục của tỉnh Bình Hải, bởi vì công tác liên quan cho nên giữa ông ta và Ủy ban Thể dục của Nam Tích khẳng định là có không ít dính dáng. Câu nói kế tiếp của Lưu Diễm Hồng quả nhiên là đã làm rõ điểm này, cô ta nhỏ giọng nói, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Nam Tích Tang Kim Đường cũng từng đút lót cho ông ta, kế tiếp chúng tôi sẽ liên hệ với Ủy ban Kỷ luật thành phố Nam Tích điều tra việc này. Trương Dương nhíu nhíu mày, ở sâu trong lòng, hắn không hy vọng Ủy ban Thể dục Nam Tích có nhiều người liên lụy đến chuyện này, dù sao thì nhóm lãnh đạo của Ủy ban Thể dục vừa mới ổn định lại, hắn không muốn lại phát sinh biến động gì cả. Trương Dương thấp giọng nói, Ủy ban Thể dục Nam Tích bọn em có bao nhiêu người liên quan đến chuyện này? Lưu Diễm Hồng nói, chỉ có Tang Kim Đường, nhưng mà ông ta còn cung cấp một người nữa, Tổng Giám đốc Công ty Kiến trúc Tân Thế Kỷ Từ Quang Lợi. Trong quá trình xin phê chuẩn cho phương án xây dựng trung tâm thể dục mới, Từ Quang Lợi đã từng tặng cho ông ta 1,5 triệu. Lúc trung tâm thể dục mới làm điển lễ đặt món, Từ Quang Lợi còn đặc biệt đến khách sạn để tặng cho ông ta 500.000 phí khổ cực. Tài liệu kiến trúc để xây dựng trung tâm thể dục mới là do con trai của ông ta Huệ Cường cung ứng. Trương Dương nghe thấy mà khiếp sợ không ngớt, hắn không ngờ rằng bên trong lại tồn tại nhiều tin tức gian dịch như vậy. Lúc hắn tiếp nhận quyền chỉ huy công trình trung tâm thể dục mới, tuy rằng đã thành công cướp lấy công trình từ trong tay của Từ Quang Lợi, nhưng mà hắn cũng không có nhiều quan tâm về sân thể dục mới cho lắm, bởi vì bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Từ Quang Nhiên là anh trai ruột của Từ Quang Lợi. Nếu như hắn cứ nắm lấy công trình sân thể dục mới không chịu buông ra, thì chẳng khác nào là công khai chống đối với Từ Quang Nhiên. Lúc đầu Trương Dương đối phó với Từ Quang Lợi mục đích chẳng qua chỉ là muốn kiếm quyền lực lớn hơn mà thôi, chứ không phải là muốn mù quáng chống lại Từ Quang Nhiên, cho nên khi hắn đã đại được quyền chỉ huy công trình trung tâm thể dục mới cùng với quyền kinh doanh đại hội tỉnh xong, giữa hắn và Từ Quang Lợi vẫn bình yên vô sự. Trương Dương nói, rút củ cải lên sẽ có theo một đống bùn. Đám tham quan bây giờ cho dù xuống ngựa cũng sẽ lôi theo một đám người. Lưu Diễm Hồng nói, tôi nói cho cậu biết chuyện này, chính là kêu cậu cẩn thận một chút, nếu công trình trung tâm thể dục mới tồn tại vấn đề, sau khi cậu trở về cần phải tăng mạnh phương diện kiểm tra công trình kiến trúc, vô luận là chất lượng công trình do nguyên nhân gì tạo thành, thì khi xảy ra vấn đề sẽ truy cứu trách nhiệm của người hiện tại, tôi không muốn cậu lại mang tiếng xấu thay cho người khác. Trương Dương gật đầu cảm kích, chị Lưu yên tâm. Sau khi em trở về nhất định sẽ triển khai kiểm tra chất lượng kiến trúc, những chỗ nào không hợp quy cách, em sẽ tiến hành sửa chữa. Lưu Diễm Hồng nói, việc tôi nói cho cậu cố gắng không nên tiết lộ ra ngoài, tạm thời chúng tôi vẫn còn chưa áp dụng hành đờ 6 ỏng. Trương Dương nói, yên tâm đi, em sẽ xử lý cẩn thận. Lưu Diễm Hồng gật đầu, nhẹ giọng nói, thân thể của hiệu trưởng Liễu thế nào rồi? Từ ngày bị Liễu Ngọc Oánh lạnh nhạt đến giờ, Lưu Diễm Hồng vẫn chưa đến thăm lại. Cô ta không muốn chịu xấu hổ, cô ta cũng biết bên ngoài có không ít lời đồn về quan hệ của cô ta và Tống Hoài Minh, tuy rằng lời đồn chẳng thể lừa được người sáng mắt, nhưng mà kẻ tiểu nhân trong quan trường thì lại rất nhiều, cô không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của cô và Tống Hoài Minh, càng không muốn gây cho Tống Hoài Minh bất cứ phiền phức nào cả. Trương Dương mỉm cười nói, không có việc gì cả, không bao lâu sau là có thể xuất viện. Lưu Diễm Hồng vui mừng thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá. Không ngờ tên Huệ Cường kia lại đê tiện như vậy, dám ra tay với một phụ nữ có thai, cô ta phụ trách vụ án của Huệ Kính Dân, cho nên cũng biết được chuyện Huệ Cường tìm người tấn công Liễu Ngọc Oánh. Trương Dương nói, cho nên nói làm công tác gì cũng có tính phiêu lưu cả, chị làm công tác ở Ủy ban Kỷ luật, khẳng định là đắc tội không ít người, sau này cũng nên cẩn thận một chút. Lưu Diễm Hồng cười nói, cũng tốt, tôi có học qua thuật phòng thân của nữ,
loại bại hoại bình thường không tiếp cận được tôi. Lúc nói chuyện thì điện thoại vang lên, Lưu Diễm Hồng lấy điện thoại ra nghe, người gọi điện đến là Phó Bí Thư Thị ủy Lam Sơn Ngô Minh, hai ngày nay gã ta vẫn ở Đông Giang, mời Lưu Diễm Hồng đi ăn trưa, Lưu Diễm Hồng nói, buổi trưa à, tôi không có thời gian. Ngô Minh kiên nhẫn nói, vậy buổi tối đi, buổi tối đến Vọng Giang lâu ăn, bây giờ tôi đi đặt chỗ. Ngô Minh, Lưu Diễm Hồng còn muốn nói cái gì nữa, thì Ngô Minh đã cúp điện thoại rồi, cô ta bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Dương cười nói, Ngô Minh mời ăn à? Lưu Diễm Hồng nói, là hắn. Trương Dương vốn định nói nhân phẩm của thằng nhãi Ngô Minh này không được, chỉ là chữ đến bên môi thì lại nuốt vào, Lưu Diễm Hồng không phải là người thường, cô ta có thể làm đến vị trí này cũng không phải là nhờ ngẫu nhiên hay may mắn, thái độ làm người hay đối nhân xử thế thì cô ta đều có nguyên tắc cả, thậm chí là suy nghĩ của cô ta còn bình tĩnh hơn đa số người. Nhưng Trương Dương cũng không thể không nhắc nhở cô ta, hắn dùng phương pháp nói giỡn, vị bí thư Ngô này có phải là đang theo đuổi chị không? Lưu Diễm Hồng cười nói, tên nhóc cậu nói bậy cái gì đó. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Trương Dương nói, hắn muốn theo đuổi chị nhưng bậc chênh lệch cao quá, chị đã là cấp phó bộ rồi, hắn mới là cấp phó phòng. Lưu Diễm Hồng nói, càng nói cậu càng mạnh miệng, đã nói là bạn bè bình thường rồi, tôi coi như đã hiểu, lời đồn đều là do người như cậu nói ra. Trương Dương cười ha hả nói, chị Lưu, dù sao thì chị cũng là tình nhân trong mộng của vô số nam sĩ trong thể chế mà. Nếu như ai theo đuổi chị, sau này số làm quan sẽ là tiền đồ vô lượng đấy. Lưu Diễm Hồng nói, còn nói bậy nữa, coi chừng tôi đuổi cậu xuống xe. Trương Dương cười nói, em không nói bậy, em chỉ là muốn nhắc nhở chị thôi, ngàn vạn lần nhớ phải giữ suy nghĩ tỉnh táo, không để ngon ngọt mê hoặc. Lưu Diễm Hồng nói, cậu đừng có nói tôi, cậu và Yên Nhiên rốt cục thế nào. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe đến chuyện này liền đau đầu cái này. À, chị Lưu. Em đến rồi, chị thả em xuống ven đường là được. Bây giờ còn muốn chạy, không dễ vậy đâu, thành thật khai báo, gần đây cậu có liên hệ với Yên Nhiên không? Chị Lưu, em sợ chị rồi, chị tha em đi. Nhóm người Văn Quốc Quyền đã đến Đông Giang vào buổi chiều cùng ngày, tỉnh trưởng Tống Hoài Minh tự mình ra sân bay nghênh tiếp, khi lên xe, Văn Quốc Quyền cười nói, không ngờ tuyết ở Đông Giang lại lớn như thế. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, Đông Giang ít khi gặp tuyết lớn. Tôi xem dự báo thời tiết nói rằng, tuyết ở Kinh Thành rất lớn, vốn đang lo là máy bay của Tổng Lý Văn sẽ phải rời đến tối. Văn Quốc Quyền nói, tối hôm qua tuyết đã ngừng rơi, sáng nay đã được xử lý, đường băng sân bay đã được dọn dẹp sạch sẽ, cũng không ảnh hưởng nhiều. Tống Hoài Minh nói, tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, trận tuyết này có vai trò vô cùng quan trọng góp phần giảm bớt hạn hán ở Bình Hải. Văn Quốc Quyền gật đầu. Tống Hoài Minh nói, Bí Thư Kiều đang chờ ở tòa thị chính. Có muốn đi gặp mặt ông ta không? Văn Quốc Quyền cười nói, tôi đến Bình Hải để khảo sát, không phải là ôn chuyện với bạn cũ. Tống Hoài Minh nói, hay là, đến nhà khách chính phủ nghỉ trước, nghỉ ngơi rồi hẵng đi. Văn Quốc Quyền nói, đến khu khai phá Đông Giang đi, tôi muốn đi xem. Tống Hoài Minh sửng sốt một chút, trong hành trình của Văn Quốc Quyền cũng không có lịch trình đến khu khai phá Đông Giang, Văn Quốc Quyền vừa xuống máy bay đã muốn đi đến đó. Xem ra lần này ông ta đến Bình Hải đã ôm ý niệm giết cho bọn họ không kịp trở tay. Nếu Văn Quốc Quyền đã đưa ra yêu cầu, Tống Hoài Minh đương nhiên không thể từ chối, ông cười cười nói tốt, đến khu khai phá nhìn. Văn Quốc Quyền hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa trước đó ông cũng đã làm đủ thủ tục, chỗ đầu tiên mà ông ta đi chính là khu công nghiệp Hàn Quốc đang khởi công xây dựng. Hạng mục khu công nghiệp Hàn Quốc ở khu khai phá Đông Giang lúc trước vẫn là do chủ nhiệm phòng chiêu thương Lôi Quốc Đào phụ trách. Chỉ là thân phận thật sự của Lôi Quốc Đào lại là một gián điện bán đứng cơ mật quốc gia, ông ta liên thủ với tổ chức phản động của Hàn Quốc bày ra sự kiện kinh khủng tại khu thương mại Tĩnh Hải Hàn Quốc. Suýt chút nữa đã tạo thành thảm kịch thế giới rồi, chính bởi vì sự kiện này, kế hoạch xây dựng khu công nghiệp Hàn Quốc cũng bị đình chỉ lại, chỉ là công trình này đã được khởi công xây dựng tiếp từ năm ngoái, bây giờ công trường đang trong quá trình thi công, vấn đề lớn nhất hiện nay chính là chiêu thương. Văn Quốc Quyền cùng mọi người đi dạo một vòng trong khu công nghiệp. Chỉ vào vài bức tường trong công trường nói, khu công nghiệp Hàn Quốc bây giờ có bao nhiêu xí nghiệp Hàn Quốc nhập trú. Tống Hoài Minh không khỏi có chút xấu hổ, ông ho khan một tiếng, nói, bây giờ chỉ là đang xây dựng công trình, khu công nghiệp Hàn Quốc chỉ là một kế hoạch sơ bộ, khu vực này xác định là khu công nghiệp, không chỉ nhằm vào đầu tư bên ngoài, mà cũng nhằm vào xí nghiệp địa phương, những gì ngài đang thấy chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ công trình,
khi xí nghiệp nhập trú tăng nhanh, thì chúng ta sẽ không ngừng mở rộng diện tích của khu công nghiệp lên. Văn Quốc Quyền cười nói, cái này giống như là dựng sân khấu trước rồi mới hát nhạc sau. Tống Hoài Minh nói, nếu không phải dựng sân khấu trước, làm sao mà có thể mời tai to mặt lớn đến. Mọi người xung quanh đều bật cười vì câu nói này. Văn Quốc Quyền nói, đáng tiếc là tai to mặt lớn lại chẳng có mấy người, tất cả các nơi trên toàn quốc đều bận rộn xây sân khấu càng ngày càng nhiều, chúng ta sẽ nhanh chóng đối diện với cục diện sân khấu không người. Từ khi cải cách mở ra, làn sóng xây dựng khu khai phá TANG nước có thể nói là càng lúc càng tăng cao, những khu khai phá thật sự thì không nhiều, mọi người nhất định phải cảnh giác. Mọi người đều gật đầu. Tống Hoài Minh mỉm cười nhìn Văn Quốc Quyền. Ông ta biết Văn Quốc Quyền không phải là tự nhiên có cảm xúc rồi nói ra, mà là có chuẩn bị mà đến. Ông ta mượn cơ hội này để hất một gáo nước lạnh vào việc xây dựng khu khai phá trong nước. Quả thật thì đúng là việc xây dựng khu khai phá trong nước đã lâm vào giai đoạn tương đối mù quáng. Lấy Bình Hải mà nói, mỗi thành phố đều có một khu khai phá, mỗi quận huyện cũng đều có khu khai phá, chỉ là lãnh đạo mỗi chỗ lại không rõ mục đích thành lập khu khai phá là gì. Bọn họ thành lập khu khai phá với M5 mục đích ban đầu không phải là vì làm sống động kinh tế, mà là một hành vi hàng loạt, nói văn vẻ chính là theo kịp sự phát triển của thời đại, nhưng thật ra thì chính là đang mưu cầu chiến tích cho bản thân. Trong điểm này thì Tống Hoài Minh có cùng suy nghĩ như Văn Quốc Quyền, ông ta cho rằng việc xây dựng khu khai phá hẳn là nên chậm rãi một chút. Bí thư tỉnh ủy Bình Hải Kiều Trấn Lương ngồi trong phòng làm việc, tuy rằng ông không ra ngoài, nhưng mà ông vẫn luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của Văn Quốc Quyền. Văn Quốc Quyền đi đến Bình Hải, điều đầu tiên ông ta làm không phải là nghỉ ngơi, cũng không phải là đến gặp mình, mà là đến khu khai phá ở Đông Giang. Trong hành trình của Văn Quốc Quyền thì không có xuất hiện chuyến đi này, Kiều Trấn Lương rơi vào trong trầm tư, lần này Văn Quốc Quyền đến Bình Hải thị sát, đã tung cờ hiệu lên là khảo sát sự phát triển của khu công nông nghiệp Hoa Đông. Nhưng mục đích chân chính là cái gì? Trọng điểm thị sát của ông ta là cái gì? Trước tiên đi đến khu khai phá Đông Giang, có phải có ý nghĩa rằng ông ta có bất mãn với việc xây dựng khu khai phá Bình Hải hay không? Hay là... Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau khi được Kiều Trấn Lương đáp ứng, Bí thư trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào đi vào, ông ta báo cáo với Kiều Trấn Lương, Bí thư Kiều, Phó Tổng Lý Văn đã rời khỏi khu khai phá, đi đến nhà khách chính phủ nghỉ ngơi, dự tính là sau 20 phút nữa là đến. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, chuẩn bị một chút, tôi đến thăm ông ta. Diêm Quốc Đào nói, buổi tiệc chiêu đãi tối nay đã được chuẩn bị. Kiều Trấn Lương nói, dựa theo tiêu chuẩn bình thường, không nên phô trương lãng phí. Diêm Quốc Đào rất rõ ý tứ của Kiều Trấn Lương, ông thấp giọng nói, Phó Tổng Lý Văn đi đến khu công nghiệp Hàn Quốc ở Đông Giang, lại phát biểu cái nhìn về hạng mục đang xây dựng này. Kiều Trấn Lương cười nói, xem ra lần này Phó Tổng Lý Văn đến đây, chủ yếu là để khảo sát khu khai phá. Diêm Quốc Đào nói, chỗ xây dựng khu khai phá xuất sắc nhất Bình Hải ta phải kể đến Lam Sơn, không phải là đã an bài trong hành trình rồi sao? Kiều Trấn Lương nói, làm lãnh đạo đều không thích nghe theo sự an bài của người khác, tôi thấy hành trình lần khẳng định sẽ thay đổi không ít, ông đi thông báo với lãnh đạo các thành phố, kêu bọn họ chuẩn bị tốt tiếp đãi lãnh đạo. Diêm Quốc Đào nói, Bí thư Kiều yên tâm, tôi đã làm tốt công tác thông báo, phương diện tiếp đãi cũng không có cạm bẫy. Kiều Trấn Lương cười nói, tôi không phải là sợ có cạm bẫy gì, lãnh đạo đến đây thị sát, chúng ta không cần phải làm ra vẻ bề ngoài, Bình Hải có bộ dạng thế nào, chúng ta cứ việc bày bộ dạng ấy ra, để cho lãnh đạo nhìn, để cho bọn họ thấy được một Bình Hải chân thật. Tôi không hy vọng thành tích của chúng ta bị phủ định, cũng không hy vọng các đồng chí của chúng ta tận lực che giấu khuyết điểm bản thân, các lãnh đạo nếu như có thể phát hiện được khuyết điểm của chúng ta, thì không phải là chuyện xấu gì, mà là chuyện tốt, chúng ta có thể sửa đổi. Bình Hải cũng có thể thu được một cơ hội phát triển. Dù sao thì có vài khuyết điểm chúng ta không nhìn thấy, ông nói có đúng không? Diêm Quốc Đào nói, Bí thư Kiều nói rất có đạo lý. Kiều Trấn Lương nói, tôi không nghe quen những lời này của ông, mặc kệ tôi nói cái gì thì ông cũng đều thấy có đạo lý, một chút chủ kiến cũng không có. Diêm Quốc Đào cười nói, tôi quả thật thấy ngài nói có đạo lý mà, cái này không phải là tỏ vẻ nịnh hót, mà là trên thực tế là lãnh đạo có tâm tính như ngài không được nhiều. Lúc cấp trên đến kiểm tra, cái mà mọi người nghĩ đến chính là bày ra cái tốt nhất cho lãnh đạo nhìn, đem khuyết điểm của mình che giấu lại không để bị phát hiện. Kiều Trấn Lương nói, cảnh Thái Bình giả tạo, lừa dối qua cửa, đã thành bệnh chung trong thể chế, mặc kệ là chuyện gì cũng thích làm ra vẻ, cái này và tinh thần cầu thị thật sự của đảng chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi không thích, làm như vậy là không có trách nhiệm, không có trách nhiệm với quốc gia,
không có trách nhiệm với nhân dân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 590.